chương 3080, Vân Thủy Tiên Tử 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ngay lúc đó, quang trụ minh mông như kết nối giữa trời và đất biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa từng xuất hiện trong thiên địa. Hít, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, chăm chú, bốn đạo công kích khủng bố lập. Tức đánh vào trên đạo thân ảnh kia, chuyện này khiến cho vô số người hít sâu một hơi, mà trong sát na, thân ảnh có mái tóc dài kia duỗi tay ra, trong dây lát quanh thân xuất hiện một vòng quang mang chói mắt không gian to lớn được bao phủ. Tiếp đó, dưới quang mang, thân ảnh có mái tóc dài kia đột nhiên mở mắt ra, tinh quang trong đôi mắt giống như ngôi sao bắn ra, quang mang quanh thân giống như vầng trăng sáng lan tràn. Siêu siêu, bốn đạo công kích khủng bố lập tức đánh vào quang mang chung quanh thân thể của thân ảnh có mái tóc dài kia, thế nhưng ngay cả một tia chấn động cũng không thể tạo ra, bốn đạo công kích thậm chí ngay cả một tia chấn động cũng không tạo ra được. Trời, thật mạnh, mọi người kinh ngạc, một màn này khiến cho tất cả mọi người rung động. Cơ hồ tất cả ánh mắt nhìn vào, bốn chuẩn đế như tử linh tôn giả, cự thú tôn giả, phi kiếm tôn giả, địa vũ tôn giả cũng kinh ngạc. Công kích của bọn họ lúc này giống như đụng phải một bức tường sắt thép cứng rắn nhất, không có cách nào dung chuyển mảy may. Thân ảnh có mái tóc dài trong quang mang, hai mắt giống như ngôi sao đảo qua phía dưới, ánh mắt bắt đầu biến đổi. Bốn chuẩn đế đã muốn ra tay với ta, coi bản tôn còn như lúc trước sao. Trong khe nứt, ánh mắt thân ảnh có mái tóc dài kia biến ảo, mang theo khí thức lạnh lẽo trường bào trên người tung bay, khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Trong thanh âm nhàn nhạt mang theo sát ý chậm rãi vang vọng trong không gian. Hiện tại ta đã đặt chân và đế cấp, không còn là thánh thủ linh tôn, trước mặt bổn đế các ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Xuất lời, thanh âm của thánh thủ linh tôn cuồn cuộn ở phía chân trời, thanh âm rơi vào trong tai mọi người giống như tiếng sấm vang vọng. Là thánh thủ linh tôn tiền bối, thánh thủ linh tôn tiền bối đội phá thành đế, trong phi linh môn, trong nháy mắt vô số người kinh hỉ, kích động chủ nhân đột phá thành đế thân thể khổng lồ của hắc phố thu liếm hóa thành hình người ánh mắt nhìn lên không trung trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên sự kinh hỉ toàn thân kích động run rẩy thành đế thánh thủ linh tôn đột phá thành đế phi linh môn được cứu rồi cực lạc tam quỷ trọng thương cố gắng đứng lên ba người nhìn lên không trung tiếp đó lại nhìn nhau toàn thân run rẩy thánh thủ linh tôn đột phá đột phá đế giả băng mộc tôn giả sát phá quân lúc này cũng run rẩy ánh mắt run run kích động tới mức không để ý tới vết thương tràn ngập trên thân thể. Đột phá đế giả, Phi Linh môn ta lại có một đế giả. Cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh môn run rẩy, rung động tới mức toàn thân run run. Phi Linh môn lần nữa có đế giả xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu rõ điều này đại biểu cho việc gì. Hít, trong không trung, từng tiếng hít vào một ngụm khí lạnh vang lên. Đế giả, đối với tất cả mọi người có mặt hiện tại mà nói, đều là tồn tại xa không thể chạm vào, là tồn tại đỉnh phong chính thức trên đại lục. Tôn giả tuy rằng có thể được gọi là cường giả đỉnh phong trên đại lục, thế nhưng sau lưng tôn giả chính là đế giả, chỉ có đế giả mới có thể được coi là tồn tại cao cấp nhất trên đại lục này. Đế giả, tất cả mọi người cố gắng cả đời cũng chỉ vì hai chữ này mà thôi. Chỉ có đặt chân vào đế cấp thì mới có thể đại biểu cho tất cả. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu nhân vật kinh diếm cùng với phong hoa tuyệt đại, dùng tâm huyết cả đời cho đến khi chỉ còn nắm xương khô cũng không có cách nào đột phá thoát khỏi cái hào rộng như ngăn giữa trời và đất này. Cái hào rộng này muốn đột phá quả thực quá khó khăn. Giờ phút này, bốn chuẩn đế như đám người tử linh tôn giả cũng cảm thấy rung động tới cực điểm, hai chữ đế giả này đủ để khiến cho bọn họ sợ hãi. Trong sát na ngắn ngủi này, nhìn ánh mắt mênh mông của thánh thủ linh tôn, linh lực và chân khí trong cơ thể bọn họ, thậm chí cả linh hồn dường như đều ngừng vận chuyển. Uy áp đế giả trong gang tấc khiến cho bọn họ hãi hùng, khiếp phía. Hiện tại tới phiên các ngươi đi chịu chết, thánh thủ linh tôn đạp không mà đứng, cánh tay khép phất một cái, một cỗ uy áp cực lớn từ quanh thân không ngừng lan tràn ra chung quanh. Khí tức minh mông khuếch tán, cả không trung gió nổi mây phun, thiên địa dung chuyển. Siêu siêu, cùng một lúc, không gian co rút lại, quang mang cực lớn chấn động. Công kích của bốn chuẩn đế lập tức tiêu tán bên ngoài quang mang. Tiếp theo quang mang đột nhiên hóa thành bốn đạo lưu quang lơ lửng trước người thánh thủ linh đế. Đi, thánh thủ linh đế khẽ quát một tiếng, bốn đạo lưu quang xuyên thủng không gian bắn ra, mang theo kình phong cuồng bạo khuếch tán không gian chung quanh bị sốc lên tạo thành một vết nứt đen kịt vừa dài vừa hẹp trong không gian. Khí tức ngút trời, đây là uy áp đế giả sao? Cảm nhận khí tức đáng sợ quanh thân thánh thủ linh đế, lúc này bốn người không khỏi có cảm giác muốn phục phục. Giờ phút này bốn người có, cảm giác mình giống như một con kiến nhỏ bé trước mặt một con voi, vô cùng nhỏ bé. Uy áp đế giả, dưới lực lượng của đế giả, bốn người tử linh tôn giả Cự thú Tôn giả này tuy rằng có tu vi chuẩn đế thế nhưng vẫn không chịu nổi một kích, muốn chạy trốn cũng không được. Dừng tay, nếu không ta sẽ khiến cho phi linh môn chó gà không yên, để cho ngươi vừa mới thành đế sẽ tan thành mây khói. Vào giờ phút này trên không trung xa xa đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên, thanh âm giống như tiếng sấm rền vang vọng trong thiên địa. Siêu siêu, ánh mắt Thánh thủ linh đế trầm xuống, không có một chút lưu tình nào, cánh tay khẽ phất một cái, bốn đạo lưu quang tăng tốc phóng về phía bốn chuẩn đế ầm 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 thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng dưới vô số ánh mắt nhìn vào bốn đạo lưu quang va chạm không gian nứt vỡ từng khúc hóa thành mảnh vỡ mà lúc này dưới ánh mắt hoảng sợ của hai người địa vũ tôn giả cự thú tôn giả đồng tử mở lớn thân thể bị lưu quang đánh vào thân thể hóa thành mảnh vỡ tiêu tán hỗn trướng trong sát na hai người tử linh tôn giả cùng với phi kiếm tôn giả đột nhiên được một đạo quang mang bao phủ quang mang lóe lên rồi biến mất vô cùng kỳ dị quang mang đem đem hai người tử linh tôn giả cùng với phi kiếm tôn giả ném vào trong vết nứt không gian rồi biến mất không thấy phanh phanh tử linh tôn giả và phi kiếm tôn giả biến mất đạo lưu quang bằng năng lượng nổ tung trong không gian lực lượng mạnh mẽ mang theo công kích linh hồn ngập trời đột nhiên khuếch tán không gian trong khoảnh khắc bị nghiền nát khe nứt đen kịt lan tràn trên không trung siêu siêu cơ hồ cùng một lúc trên không trung không gian hai bên trái phải đều gió nổi mây phun hai đạo thân ảnh già nua lăng không đứng thẳng, sau lưng có vô số mây đen rậm rạp, giống như muốn nghiền nát không gian vậy. chương 3081, Vân Thủy Tiên Tử 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Mà lúc này người bên trái kia ước chừng 50 tuổi, thân hình gầy gò cao ngất, khí độ bất phàm. Bên người hắn là tử linh tôn giả vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, vẻ mặt kinh hãi còn chưa lấy lại được tinh thần. Người bên phải vô cùng già nua, nhìn qua giống như hơn trăm tuổi, mái tóc bạc trắng, trên người mặc áo bảo xám, lưng đe một thanh trường kiếm, không gian sau lưng người này run rẩy không ngớt. Bên người hắn là phi kiêm tôn giả vẫn đang trợn ngược mắt, chán đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy bất định. Hai đế giả, thánh thủ linh đế đạp không mà đứng, trường bào tung bay, mái tóc dài phiêu đáng. Ánh mắt nhìn về phía trước, không ngờ lại xuất hiện hai đế giả, chuyện này khiến cho trong mắt của hắn hiện lên sự ngưng trọng. Hỗn trướng, là ai giết địa vũ, nợ máu phải trả bằng máu một tiếng rít vang vọng, trên không lập tức bị xé rác, một vết nứt không gian xuất hiện. Một đạo thân ảnh tục tần đột nhiên phá không xuất hiện, không gian quanh thân người này run rẩy không ngớt, ánh mắt đỏ rực. Là ai giết cự thú? Lại một tiếng giống tức giận vang lên, cùng lúc không gian bị xé rách, giữa không trung lại có một đạo thân ảnh xuất hiện. Người này quả thực có chút kỳ quái, giống như người lùn, người này xuất hiện, không gian quanh thân trong lúc vô hình bị ảnh hưởng. Trong không gian, năng lượng vô hình tràn ngập, không gian sau lưng phong vân biến sắc mang theo tiếng sấm nổ mạnh ầm ầm không dứt bên tai bốn người này xuất hiện không trung vừa mới khôi phục ánh sáng lần nữa lờ mờ bốn đế giả bốn đế giả xuất hiện a à. đám người cực lạc tam quỷ hắc vũ nhìn lên không trung ánh mắt run rẩy vẻ mặt hưng phấn cùng với cao hứng vừa rồi lập tức chuyển thành ngưng trọng lúc này ánh mắt của thánh thủ linh đế cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng hắn chỉ vừa mới thành đế mà thôi lúc này đối mặt với bốn đế giả Hắn hiểu rõ mình phải đối mặt với cái gì. Bốn đế giả này có thể nhanh chóng tới đây như vậy chứng tỏ bọn họ vẫn luôn chú ý tới Phi Linh môn. Một khi thiên địa nơi này có biến hóa bọn họ sẽ xé rách không gian lao tới. Bốn đế giả xuất hiện, ánh mắt đảo qua cảnh tượng thi thể chất đống, máu tươi ngập tràn dưới mặt đất. Náo nhiệt a, à, không ngờ lại tới nhanh như vậy, xem ra đã sớm có mưu đồ. Lúc này trên không trung vang lên một thanh âm giả nua. Thiên Vũ, Quân Lăng, Thiên Ải, Đoạn Kiếm ta thật không ngờ các ngươi lại vô sỉ như vậy. Thiên địa minh các ngươi không thể quang minh chính đại một chút hay sao? Sứt lời, trên không trung lần nữa lại xuất hiện vết nứt không gian, một thân ảnh mặc áo đỏ lách mình xuất hiện, bộ dáng chừng 50 tuổi, khí độ bất phàm, khuôn mặt tựa như ngọn, không nhìn thấy chút già nua nào. Đạo thân ảnh màu đỏ này xuất hiện, toàn thân tỏa ra một loại khí tức vô hình khiến cho người khác nhìn vào linh hồn không tự chủ được mà run rẩy, rung rung, tim đập nhanh hơn vài phần trong lúc vô hình có năng lượng trong thiên địa bao phủ khuôn mặt người này. Linh Hạo, lão gia hỏa nhà ngươi tới đây, ngươi cảm thấy có tác dụng sao? Lão giả hai mắt đỏ rực xuất hiện cuối cùng nhìn người vừa mới xuất hiện rồi nói. Nhìn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, bốn đế giả này dường như cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Người được gọi là Linh Hạo kia nhìn phía dưới, không những không trả lời lão gia hỏa kia mà nhìn về phía xa, nói. Vân Thủy Tiên Tử, người cũng tới rồi đúng không? Thiên Ải và Đoạn Kiếm cũng tới, Sao ta có thể không tới a? À? Có lẽ còn có người khác ở sau lưng a. À. Không trung phía trước vang lên một thanh âm nhàn nhạt, nhạt của nữ nhân. Cùng lúc đó gợn sóng trong không gian lóe lên, một nữ tử mặc vái dài màu trắng xanh xuất hiện ở giữa không trung. Bộ dáng chừng hơn 40 tuổi, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp. Lúc còn trẻ chỉ sợ cũng tuyệt đối là mỹ nữ, ánh mắt thâm thúy, giống như trăng sáng. Người này xuất hiện ánh mắt nhìn cảnh tượng thi thể chất đống, máu tươi tràn ngập dưới không trung, nữ tử này khẽ nhướng mày sau đó mới nhìn vào bốn đế giả trước mắt. Đôi mắt giống như trăng sáng xuất hiện hàn ý lạnh lẽo. Thiên ải, đoạn kiếm, thiên vũ, quân lăng, các ngươi không thấy mình có chút quá mức sao. Vân Thủy, chuyện này không liên quan tới ngươi, phi linh môn hôm nay phải bị diệt phong. Lão giả giống như người lùn kia lạnh lẽo nói, ánh mắt trầm xuống, trong mắt có hàn ý bắn ra. Vậy thì ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt, Mỹ Phụ được gọi là Vân Thủy nói, hàn ý trong mắt không thèm che giấu lan tràn ra khắc khạc, Vân Thủy, người cảm thấy mình có được cái thực lực đó sao? Tăng thêm người và Linh Hạo, chẳng lẽ có thể ngăn cản được bốn người chúng ta? Lão giả lưng đeo trường kiếm trong sát na cứu phi kiếm tôn giả lạnh nhạt, nhạt nhìn Mỹ phụ nhân trước mặt rồi nói. Cứ thử xem rồi biết, ta muốn nhìn xem Vân Thủy tiên đế đại danh đỉnh đỉnh những năm nay thực lực rốt cuộc đã cường hãn tới mức nào. Trên không trung, lão giả tuổi chừng 50, thân thể gầy gò cao ngất, có chút khí độ bất phàm, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo nói mà khi lão giả này vừa mới nói xong cơ hồ tất cả đế giả đột nhiên nhìn về phía đông hải dường như đều phát hiện ra cái gì đó quân lăng cơn giận này của ngươi rất lớn a à. không biết tăng thêm chúng ta bốn người các ngươi còn có nắm chắc hay không phía xa trong ánh mắt chăm chú của mọi người một giọng nữ nhân già nua vang lên thanh âm vừa dứt trên không trung có bảy đạo thân ảnh xé rách không gian xuất hiện bảy đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian khí tức khủng bố trong lúc vô hình lan tràn trong thiên địa trong khoảnh khắc gió nổi mây phun, mây đen dày đặc kéo tới, không hề nghi ngờ, những người vừa mới tới tuyệt đối đều là đế giả. Khí tức trên người không chút thu liếm nào, bảy người đạp không mà đứng, dẫn đầu là một người có thân thể lung linh, người mặc một bộ cung trang màu đỏ nhạt, trên khuôn mặt được che bởi một tấm vải mỏng màu hồng, không nhìn rõ khuôn mặt. Bên cạnh là hai phụ nhân, người thứ nhất có khuôn mặt nhu hòa, hai mắt sáng ngờ. Nhìn như không còn trẻ, thế nhưng lại không tìm thấy một nếp nhăn nào trên mặt nàng. Trong đôi mắt dường như có năng lượng vô cùng, vô tận khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác thất thần. Phụ nhân thứ hai nhìn hơi già hơn một chút, khí tức vô hình trên người so với Mỹ phụ nhân kia dường như còn kinh khủng, mình mông hơn một chút. Bốn người còn lại trong đó có hai đạo thân ảnh già nua, còn có Bạch Long Đại Đế và Kim Lang Đại Đế, hai đế giả vừa mới tấn cấp. Bảy người tới đây, cả không gian gió nổi mây phun. Bảy cường giả đế cấp xuất hiện, sắc mặt bốn đế giả xuất hiện trong phi linh môn trước tiên trong miệng vân thủy tiên tử gọi là thiên ải, đoạn kiếm, thiên vũ, quân lăng biến ảo, ánh mắt bắt đầu run rẩy. Đại ca, huynh cũng khôi phục đột phá thành đế rồi sao? Đại ca, huynh khôi phục rồi. Chương 3082, đế giả tuấn xuất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giữa không trung, Bạch Long đại đế và Kim Lang đại đế nhìn Thánh thủ linh đế trên không trung, ánh mắt quét qua, toàn thân lập tức run rẩy thân ảnh bước qua không gian, mang theo sự kích động đi tới bên người thánh thủ linh đế. Lão nhị, lão tam, các ngươi cũng đột phá sao? Đột phá là tốt rồi, thánh thủ linh đế nhìn bạch long đại đế và kim lang đại đế, vẻ ngưng trọng trong mắt biến mất. Ba huynh đệ bọn họ đã là đế giả, nào còn sợ gì nữa? Trường bào trên người tung bay, hàn ý trong mắt lan tràn ra. Đại ca, huynh xem còn có ai tới kia? Bạch Long Đại Đế nhìn Thánh Linh Lão Tổ rồi nói với Thánh Thủ Linh Đế ánh mắt thánh thủ linh đế đã sớm nhìn vào trên người thánh linh lão tổ bốn mắt nhìn nhau không nói gì thế nhưng trong mắt đều có sự chấn động trời ạ à, đều là đế giả a à. hôm nay là ngày gì a à? thanh thế kinh khủng như vậy nhất định là đế giả thật nhiều đế giả nhìn lên không chung, ở phía dưới bất kể là người của vạn thú tông cùng ba sơn môn còn lại hay là phi linh môn nhìn không chung gió nổi mây phun linh hồn rung động toàn thân mọi người run rẩy như nhũn ra ánh mắt ngây ngốc vẻ mặt ngạc nhiên một hai 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10 đấu với 4, không biết hậu quả sẽ thế nào. Lão thân ta rất chờ mong a. À. Trên không trung, lão phụ nhân của Nhật Sát các nhìn mọi người trên không trung khẽ mỉm cười nói: "10 đấu với 4, ta còn chưa có thử qua, rất muốn thử một lần cho biết a." À. Lão giả già nua của Tinh Ngục các lần nữa cười ha ha phụ họa. "Linh sát, thiên ngục, đoạn kiếm nói cho các người biết, ảnh long của Khôn Dương Đảo, thiên khôi của thần Kim Các, diệu nhật của Khôn Dương Đảo" Ba lão gia hỏa này cũng bị chúng ta dọa chạy. Ba chuẩn đế của Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các cùng với mấy trăm người tu vi không tệ đều không có ai chạy thoát. Lão giả già nua của Kiền Hiên Đảo khẽ mỉm cười nói, "Cái gì? Đoạn kiếm cùng với ba đế giả còn lại nghe vậy sắc mặt càng thêm khó." Coi, nhìn thấy bảy người ngày xuất hiện, trong lòng bọn họ đã lo lắng tới tình huống bên phía Vạn Đảo Nhai, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng tới mức này, không ngờ toàn quân bị diệt. Bên người Thánh thủ Linh Đế Bạch Long đại đế và Kim Lang đại đế đang cúi đầu nói với Thánh thủ linh đế chuyện gì, dường như đang nói tới chuyện trong Thánh linh giáo, nghe vậy ánh mắt Thánh thủ linh đế càng thêm âm trầm. "Thiên ngục ngươi đừng có nói khoác, ai nói là chúng ta bị dọa chạy." Cùng một lúc một tiếng hét phẫn nộ truyền tới, vết nước trong không gian lần nữa xuất hiện, ba đạo thân ảnh phá không mà ra, dẫn đầu là một người tuổi chừng 70, mái tóc đen, trường bào tung bay, trong mắt lan tràn ra hàn ý. Bên người lão giả có mái tóc màu đen tuổi chừng 70 này cũng là một người sắc mặt già nua, thân thể dường như đã hòa tan vào làm một thể với không gian, hai mắt đỏ thấm, hàn ý tràn ngập. Bên phải là một người mặc áo dài lam, trên lưng là kiện áo choàng màu xanh da trời bay phất phới, tuổi cũng chừng hơn 70, trên khuôn mặt già nua lúc này vô cùng tái nhợt, cực kỳ khó coi. Ba người này xuất hiện, thiên địa lần nữa rung rung. Long ảnh, thiên khôi, diệu nhật, không ngờ các ngươi lại tới đây. Mười so với bảy, cũng không tệ lắm, Lão giả gọi là thiên ngục của tinh ngục các nhìn ba người vừa mới xuất hiện, sắc mặt khẽ đổi rồi nói. Đế đạo minh định dùng nhiều bắt nạt ít sao, không phải là 10 đấu với 7 mà là 11 so với 10. Trong sơn mạch vụ đô xa xa xuất hiện chấn động, không gian bị xé nứt, giống như đã hẹn từ trước, bốn đạo thân ảnh từ trong vết nứt không gian đi ra. Bốn người này xuất hiện, ba nam một nữ, đều có dáng vẻ già nua, không gian lúc này lại run lên lần nữa, cả không trung gió nổi mây phun, mây đen, dây đặt bắt đầu hội tụ lại một chỗ, hồn diệt, yêu hỏa, thiên nguyên, tuyệt mộc, nhìn bốn người vừa mới xuất hiện trên không trung, vô số ánh mắt run lên. Vô số ánh mắt phía dưới lúc này cơ hồ chết lặng, không hề nghi ngờ bốn người vừa mới tới đều là đế giả. Trong khoảng thời gian ngắn trên không trung phi linh môn xuất hiện 20 đế giả, một đế giả cũng đủ để khiến cho mọi người kinh hãi, khiếp sợ. Thế nhưng lúc này hơn 20 đế giả xuất hiện, mọi người chỉ có thể chết lặng mà thôi mắt nhìn bốn đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện, ánh mắt đế giả của đế đạo minh biến đổi. Lúc này, nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng của thiên vân đảo nhìn vô số đế giả trên không trung, còn có chúng cường giả vạn thú tông, lan lang sơn trang, thiên kiếm môn, hóa vũ tông, hai hàng lông mi nhíu lại, lặng lẽ bóp nát một khối ngọc giản trong bàn tay. Trong nháy mắt này tại một nơi nào đó trên đông hải vang lên tiếng tạch. Trong đội ngũ của thiên vân đảo, bên người đạm đài tuyết phi, sắc mặt thanh quán tôn giả đột nhiên biến đổi, tay luồn vào trong ngực, một khối ngọc giản trong ngực nàng lúc này đã bị nghiền nát. Nhìn thấy cảnh này ánh mắt thanh quán tôn giả có chút biến hóa. Sư phụ, sao vậy? Mộ dung lan lan ngẩng đầu, hỏi thanh quán tôn giả. Sư phụ còn truyền tới tin tức, để cho chúng ta động thủ. Thanh quán tôn giả nhíu mày, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Vừa rồi mấy lần thiên địa đều xuất hiện động tính không tầm thường khiến cho nàng có chút nghi hoặc và lo lắng, không biết xảy ra chuyện gì mà vị tỷ tỷ. Luôn không xuất hiện lúc này lại truyền âm cho nàng. Thế nhưng thực lực của Thiên Địa Minh không kém, ánh mắt Mộ Dung Lan Lan trầm xuống, nói: "Nhưng mà mấy hôm nay Thiên Địa Minh có chút kỳ quái, vì sao còn chưa động thủ? Liệu trong này có ẩn tình gì khác hay không? Sư phụ, sư tổ, Thiên Địa Minh còn chưa động thủ chứng minh có chút cổ quái." Đông cung sư tổ lại có tin tức truyền đến, "Chúng ta động thủ thôi." Đạm Đài Tuyết Phi nhìn qua Mộ Dung Lan Lan và Thanh Quán Tôn giả, nhanh chóng có quyết định. "Động thủ." Thanh Quán Tôn giả trầm giọng nói: thân ảnh lập tức thả người nhảy lên miệng gầm lên một tiếng quanh quẩn trên không trung chư vị thiên vân đảo ta vừa nhận được tin tức hiện tại chính là lúc động thủ tốt nhất động thủ đi thôi đệ tử thiên vân đảo nghe lệnh toàn lực công kích đạm đài tuyết phi quát lên một tiếng thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn trên hải vực suốt lời thanh quán tôn giả đạm đài tuyết phi mộ dung lan lan cùng với vô số cường giả thiên vân đảo lập tức phóng lên trời thân thể hóa thành lưu quang lập tức phóng về phía đám người thiên địa minh ở phía xa. Đệ tử phi linh môn nghe lệnh, giết, ánh mắt lục tâm đồng khẽ đổi, cũng không có một chút do dự nào, phải tím trên người phiêu đán, khói độc lan tràn, giống như la sát. Thanh âm vừa dứt thân ảnh xinh đẹp mang theo khói độc ngập trời lép thẳng tới đại quân thiên địa minh. Đệ tử Vân Dương Tông nghe lệnh, đệ tử Linh Thiên Môn nghe lệnh, chương 3083, đế giả vẫn lạc một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com trong khoảng thời gian ngắn dường như mọi người cũng không có một chút do so dự nào từng tiếng quát lớn vang lên gần ngàn vạn đại quân đế đạo minh xuất động thực lực của mỗi một người trong đại quân có lẽ không được tốt lắm thế nhưng lúc này lại hội tụ lại một chỗ tạo thành một cỗ lực lượng cùng với khí thế khủng bố một cỗ sát khí ngập trời từ bên trong lan tràn ra cuối cùng dường như bao phủ toàn bộ đông hải ngao ngao giống từng tiếng thú minh cực lớn vang vọng trong không gian đại quân xuất động vô số yêu thú giết gào Giết, trong đế đạo minh lúc này không biết từ chỗ nào có bảy đạo thân ảnh nhảy ra, chân khí, linh lực phô thiên cái địa lan tràn. Gió nổi mây phun, hải vực rộng lớn chấn động giống như biển gầm, bảy người này rõ ràng đều có tu vi chuẩn đế. Giết tất cho ta, không giữ lại một người. Trường bào màu đỏ trên người cùng kỳ tôn giả tung bay, một tiếng cười bá đạo vang vọng trên bầu trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Người đế đạo minh tại sao lại chủ động công kích? Trong thiên địa minh, trong đám người này có không ít thân ảnh cường giả ẩn mình trong đó lúc này nhìn thấy tiếng chém giết kinh người cùng với thân ảnh đông như kiến trên hải vực từng đạo lưu quang phóng ra cả không gian gió nổi mây phun khiến cho bọn họ biến sắc không phải nói người đế đạo minh hơn phân nửa sẽ không chủ động công kích sao tại sao bây giờ lại động thủ trước tại sao lại có thể như vậy một cường giả biến sắc dường như đang lo lắng cái gì đó trong đám cường giả này rõ ràng cũng có chuẩn đế nhưng lúc này lại không giống như bộ dáng khai chiến bởi vì mấy cường giả như bọn họ đều rõ ràng trên đông hải hiện tại bọn họ chỉ phô trương thanh thế mà thôi mục tiêu chính thức của thiên địa minh chính là phi linh môn và thánh linh giáo vì san bằng thánh linh giáo phi linh môn thành bình địa có thể nói là hơn phân nửa thực lực của thiên địa minh đều bí mật điều động tới vạn đảo nhai và cổ vực cho nên lúc này trên đông hải tuy rằng nhân số đủ để áp chế đế đạo minh thế nhưng luận số lượng cường giả cùng với những người có thực lực đỉnh cấp lại không bằng đế đạo minh dưới đại chiến bực này nhân số bao nhiêu cũng không phải là nhân tố quyết định mấu chốt chỉ có cường giả cao cấp nhất mới có thể quyết định thắng bại là mấu chốt của trận đại chiến cho nên giờ phút này chúng cường giả thiên địa minh tự nhiên có chút lo lắng bọn họ vốn cho rằng lục thiếu du không còn sống đối với đế đạo minh sẽ là đả kích nặng nề đế đạo minh vì mục đích giữ mình có lẽ sẽ không dễ dàng chủ động công kích thực lực của thiên địa minh rõ ràng mạnh hơn đế đạo minh đế đạo minh cũng không có cường giả chuẩn đế có thể tàn sát người sáng Thế nhưng lúc này mọi người thật không ngờ hiện giờ đế đạo minh lại chủ động phát động công kích. Chư vị, chuẩn bị nghênh chiến. Sau khi giải quyết xong chuyện, dựa theo ước định sẽ lập tức trở về. Vai tím trên người nguyên nhược lan tung bay, nhìn vô số thân ảnh đông nghịt trước mắt, sát ý ngập trời trong tiếng quát lan tràn ra, ánh mắt cũng theo đó đỏ lên. Ha ha, 11 so với 10, xem ra mấy chữ này cũng không tệ. Trên không trung phi linh môn, người gọi là quân lăng lão giả nhìn viện quân lần nữa xuất hiện, khóe miệng nở nụ cười nhạt một tiếng. Đều có mặt ở đây cũng không cần nói nhảm, hôm nay phi linh môn này nhất định phải diệt, chó gà không tha, lão giả già nua được gọi là thiên vũ khi trước đột nhiên lạnh giọng nói, sát ý trong mắt ngập trời, năng lượng trong thiên địa bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt. Phi linh môn phải bị phá hủy, động thủ, cơ hồ cùng lúc từng tiếng quát trong miệng các đế giả vang lên. Ai dám động thủ thì sẽ phải trả giá, tiếng quát của thánh thủ linh đế vang vọng trong thiên địa, trường bào tung bay, thúc giục linh ngọc sàng rời khỏi tay, khí tức minh mông cổ xưa từ bên trên lan tràn ra. Động thủ, giờ khắc này bất kể là đế giả đế đạo minh hay là thiên địa minh trong nháy mắt triển khai trận thế. Chân khí, linh lực phô thiên cái địa đáng sợ lan tràn ra, dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc đánh vang mây đen trên trời cao. Âm ầm không gian vang vọng tiếng sấm không ngừng. Thanh thế minh mông cuồn cuộn như vậy khiến cho vô số ánh mắt phía dưới nhìn lên đám đế giả trên không trung rung động, linh hồn bỡ ngỡ. Đế giả đại chiến, một khi động thủ chính là hủy thiên diệt địa A. Nếu như bị lan tới gần, sợ rằng sẽ phải chết không cần nghi ngờ, cho dù không chết cũng lành ít giữ nhiều. Quân lăng, tuyệt mộc, đoạn kiếm, yêu hỏa, hồn diệt, 10 người các ngươi ngăn lại vân thủy, linh hạo. Người gọi là thiên vũ nhìn xuống phía dưới, sát ý trong mắt ngập trời, giận dữ nói. Thiên vũ, có một ít chuyện ngươi nên chú ý một chút. Người gọi là quân lăng của Lan Lăng Sơn Trang nhìn về phía thiên vũ, ánh mắt khẽ đổi, nói. Đã có người động thủ trước, cũng không có việc gì, phi linh môn hôm nay nhất định phải bị diệt. Sát ý trong mắt thiên vũ không thèm che giấu lan tràn ra. Đế giả đế đạo minh không nói thêm gì, địa vũ tôn giả kia chính là con của thiên vũ, mối hận giết con sợ rằng đã khiến cho thiên vũ phẫn nộ tới tận cùng. Sớm muộn cũng có ngày hôm nay, không ngờ lại tới sớm như vậy, động thủ đi. Từng đạo chân khí, linh lực khủng bố trong cơ thể đế giả của thiên địa minh chấn động, từ trong cơ thể lập tức lan tràn ra. Lập tức, mây đen trên bầu trời ngưng tụ, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Mười đế giả lập tức phóng lên cao, thiên địa chung quanh biến sắc. Âm ầm, mười đế giả hóa thành mười đạo lưu quang, hung hăng lao về phía mười đế giả của đế đạo minh. Động thủ, lão giả gọi là linh hạo cũng trầm giọng quát, lập tức đám người thánh thủ linh đế, kim lang đại đế, bạch long đại đế, vân thủy tiên tử, thánh linh lão tổ cùng với những đế giả khác phóng lên trên cao. Từng đạo chân khí, linh lực của mười đế giả từ trong cơ thể tuôn ra, đột nhiên ngưng tụ thành một không gian bằng năng lượng mênh mông trên không trung không gian mặt đất run rẩy hai mươi đế giả trong nháy mắt ầm ầm va chạm vào với nhau không gian ven đường bị nổ tung khí thế ngập trời bộc phát trong sát na khí thế khủng bố này giống như muốn đem phiến thiên địa chung quanh phá hủy vô số ngọn núi phía dưới nổ tung mặt nước nổi lên sóng to gió lớn ầm ầm cơ hồ tất cả công kích khủng bố đều nhanh như thiểm điện va chạm vào với nhau năng lượng kinh hãi thế tục va chạm vào nhau đem vô số ngọn núi cao vút trong mây chung quanh bị đánh thành hư vô. Mặt đất dạn nước tạo thành một cái rãnh rộng, không gian bị phá hủy từng khúc, tạo thành hư không đen kịt. Cùng một thời gian, thiên vũ của hóa vô tông mang theo sự tức giận ngập trời, bàn chân đạp mạnh hư không, thân thể lập tức bay thẳng về phía trước. Con sâu cái kiến của phi linh môn, hôm nay tất cả chết đi cho bổn đế. Trường 3084, đế giả vẫn lạc hai. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com một tiếng quát trói tai của thiên vũ vang vọng khắp không gian. Chân, khí phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một đạo quyền ấn khổng lồ hơn ngàn thước trên không trung. Quyền ấn xuất hiện, không gian run rẩy, lập tức giống như thiên thạch đánh về phía cực lạc tam quỷ, sát phá quân, hắc vũ Oanh, quyền ấn được đánh ra, lập tức thiên địa kịch liệt run rẩy. Không gian chung quanh quyền ấn lặng lẽ bị đánh nát tạo thành động sâu đen kịt. Trên mặt đất cũng vỡ ra một cái khe sâu cực lớn thực lực đáng sợ của đế giả lúc này đã hiện ra. Dưới quyền ấn khổng lồ, thân thể đám người cực lạc tam quỷ, Hắc Vũ, Sát Phá Quân dường như bị trói buộc trong không gian. Khục khục, 20 đế giả va chạm khủng bố trên không trung, 20 đế giả đồng thời bị đẩy lui. Lúc này, quyền ấn đã bao phủ đám người cực lạc tam quỷ, Sát Phá Quân, Hắc Vũ vào bên trong, trong nháy mắt cũng không có ai có thể ra tay ngăn cản. Ai, lúc này trong thiên địa không biết từ nơi nào vang lên một tiếng thở dài yếu ớt tiếng thở dài này như có như không. Thế nhưng lại vang lên trong tai mọi người vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đây là một tiếng thở dài yếu ớt, thế nhưng lại giống như từ sâu trong linh hồn của mọi người vang lên, ngay cả đế giả cũng không là ngoại lệ. Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên không trung chẳng biết từ khi nào đã có một đám sương mù dày đặc kéo tới. Trong sương mù dày đặc có một đạo quang trụ khổng lồ giống như trăng sáng bao phủ, trong sát na liền xuất hiện bên cạnh quyền ấn của thiên vũ, ngay khi đạo quyền ấn khổng lồ của thiên vũ sắp đánh vào trên thân thể đám người cực lạc tam quỷ sát phá quân hắc vũ mặt đất chung quanh bị đập vụng thế nhưng dưới sự bao phủ của đạo quang trụ trên không trung lại tan biến trong vô hình không còn một chút dấu vết nào là ai trong nháy mắt này toàn thân thiên vũ run rẩy linh hồn run rẩy công kích của hắn không ngờ lại vô thanh vô tức biến mất thực lực người tới đã tới tình trạng đáng sợ vi phạm lệnh cấm của ta chết trên trời xanh trong sương mù nồng đậm có thanh âm lạnh nhà truyền ra Đạo quang trụ trong không gian bắn xuống, giống như sấm sét xẹt qua không gian. Đạo quang trụ dừng lại, khí tức minh mông hủy diệt trong lúc mơ hồ mang theo khí thế to lớn, khiến cho người ta run rẩy sợ hãi. Không xong, trong chốc lát, trong lúc vô hình thiên vũ cảm nhận được hàn ý từ trong lòng lan tràn ra. Linh hồn trong đầu run rẩy, nhìn qua đạo quang trụ kia đánh xuống, đồng tử của thiên vũ co rút lại, hắn có cảm giác tim mình ngừng đập, đồng thời trong nháy mắt này hắn không có lực lượng chống lại. Cùng một thời gian, từng ánh mắt trong trường lập tức kinh ngạc. Cơ hồ tất cả đế giả run rẩy, từ sâu trong linh hồn cảm giác được sự kiêng kỵ. Siêu, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người nhìn vào, đạo quang trụ giống như tia chớp lập tức đánh vào trên người Thiên Vũ. Quang trụ đánh xuống, không gian chung quanh Thiên Vũ bị đánh nát không còn. Trong động sâu, vết nứt không gian đen kịt lan tràn, hiện ra quang mang đen kịt khiến cho tim người ta đập nhanh. Ken két, không có thanh âm bạo liệt quá lớn, trong không gian vang lên thanh âm trầm thấp tất cả mọi người không khó nhìn ra một đế giả như thiên vũ trong nháy mắt bị quang trụ bổ vào trên thân thể thân thể đế giả hóa thành mảnh vỡ không gian bị nghiền nát này không có một chút năng lượng nào tiết ra ngoài một lát sau lặng lẽ khôi phục chung quanh yên tĩnh trở lại mà thiên vũ đã biết mất không thấy gì nữa có thể rõ ràng nhìn thấy hồn anh cũng đã biến mất không thể chạy ra cấp độ đế giả a cường giả đế cấp chính thức mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể bài sơn hải đảo thế nhưng lại bị người ta lập tức đánh chết thậm chí ngay cả thân ảnh của người vừa mới ra tay cũng không có nhìn thấy đây là cái khái niệm gì hít cảnh này khiến cho tất cả mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh ít hầu khó khăn nuốt xuống nước miếng vẻ mặt ngạc nhiên tới tận cùng đối với đế giả mà nói lúc này trong lòng bọn họ càng thêm run sợ mấy đế giả vừa mới đột phá từ giờ trở đi cấm ra tay với người có tu vi dưới các ngươi người vi phạm giết không tha đây coi như là cảnh cáo cho các ngươi trong sương mù dày đặc thanh âm lạnh nhạt không có một chút tình cảm nào truyền ra thanh âm vang vọng vào trong tai tất cả đế giả có mặt thánh thủ linh đế bạch long đại đế kim lang đại đế nhìn nhau tuy rằng ba người đã nghe nói qua chuyện lệnh cấm thế nhưng cũng không có tự mình nhận được lệnh cấm giờ phút này mới xem như chính thức thu được lệnh cấm thiên đế đại nhân nếu như đế giả như chúng ta bị khiêu khích thì thế nào quân lăng của lan lang sơn trang nhìn lên không trung ánh mắt run rẩy cố lấy dũng khí hỏi đế giả đều có đế uy không thể khiêu khích xước lời mây mù dày đặc lập tức tán đi giống như chưa từng tồn tại không gian khôi phục ánh sáng tất cả khôi phục lại bình thường hai mươi đế giả còn lại lúc này lăn không đứng đó ánh mắt biến hóa mãi một lúc lâu không có ai lên tiếng thiên vũ của hóa vô tông bị đánh chết đối với tất cả đế giả mà nói đều rung động thật sâu loại rung động này khiến cho tất cả đế giả càng thêm kinh hãi cơ hồ tất cả đế giả tự nhiên biết rõ người vô hình kia đáng sợ ra sao người này giống như dùng một bàn tay vô hình khống chế thiên địa này khiến cho ngay cả đế giả cũng không có cách nào xé rách đế giả trên đại lục này là tồn tại đỉnh phong nhất thế nhưng đối với bàn tay to lớn vô hình trong thiên địa lại không có cách nào không có ai dám phản kháng thiên vũ đại đế chết giơ tay nhấc chân bị đánh chết lực lượng kia quá mạnh mẽ cơ hồ tất cả đế giả bất kể là thiên địa minh hay là đế đạo minh trong lòng lúc này không khỏi cảm thán bọn họ chính là tồn tại giống như thần trên đại lục thế nhưng lại bị người khác lật tay là có thể tiêu diệt. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người cảm giác được nguy cơ. Tất cả đệ tử thiên kiếm môn rút lui, lão giả lưng đeo trường kiếm của thiên kiếm môn nhìn dưới không trung rồi quát. Đệ tử Lan Lăng Sơn Trang lui lại, đệ tử Vạn Thú Tông lui lại, cùng một lúc, quân lăng của Lan Lăng Sơn Trang cùng với lão giả lùn gọi là thiên ải của Vạn Thú Tông lập tức nói. Lui, mau lui lại, nghe thấy tiếng quát của ba người, cơ hồ tất cả cường giả của ba Sơn Môn tới đây lúc này nhanh chóng lui lại, không có ai dám dừng lại lui mau lui lại người của hóa vũ tông cũng mau chóng phục hồi tinh thần lại giống như chó nhà có tang nhanh chóng lùi lại ba người quân lăng thiên ải đoạn kiếm của lan lăng sơn trang vạn thú tông thiên kiếm môn nhìn xuống phía dưới biết rõ hôm nay đã không có cách nào triệt để hủy diệt phi linh môn được nữa tăng thêm vừa rồi thiên vũ bị người thần bí giết chết trong lòng đế cả rung động trong lòng bọn họ lúc này cũng không có tâm tư động thủ chương 3085, không để cho khiêu khích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đế giả đế đạo minh như đám người thánh thủ linh đế, Bạch Long đại đế, Kim Lang đại đế, Linh Hạo, Vân Thủy đế tiên cũng không có ngăn cản. Lại nói bọn họ cũng không thể ra tay với người dưới đế giả, cho nên không có cách nào ngăn lại. Coi như giao thủ với đế giả cũng không có tâm tư động thủ. Cảnh tượng thiên vũ đại đế vẫn lạc khiến cho mọi người rung động huống chi thực lực của hai phe lúc này cũng hơn kém không lớn nếu như tiếp tục động thủ chỉ là lãng phí thời gian mà thôi nhìn cường giả bốn sơn môn lui ra thâm cửu đại hận như vậy thế nhưng người của phi linh môn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cả đám tràn ngập vết thương sợ rằng cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng không có cách nào ngăn cản người bốn sơn môn này rời đi huống chi là hiện tại nhìn người trong sơn môn mình lui lại sắc mặt đám người quân lăng thiên ải đoạn kiếm có chút khó coi thêm việc thiên địa minh tổn thất đế giả Bọn họ đã không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn coi như là động thủ cũng không đi tới đâu mà ba người thánh thủ linh đế đồng thời thành đế về sau phi linh môn và thánh linh giáo vô cùng khó diệt trừ lần này bọn họ bố trí chặt chẽ không một chỗ hở như vậy đặc biệt là trên đông hải ba sơn môn khôn dương đảo tổn thất càng thảm trọng liên tiếp bị tổn thất ba sơn môn này trong lúc bất chi bất giác hao tổn hết nội tình vạn năm thậm chí hơn vạn năm thế nhưng trong lúc bất chi bất giác gần đây bị tổn thất gần hết đám người long ảnh Diệu Nhật, thiên khôi của khôn dương đảo, Nguyệt Long Các, thần kim các mà nói quả thực là khóc không ra nước. Mát, ba người đều đau lòng vô cùng, muốn nổi giận mà không tìm được người phát giận, dưới lệnh cấm, bọn họ không dám ra tay, thiên vũ đại đế chính là kết cục. Thế nhưng kỳ thật tính ra, lúc này người tổn thất thảm trọng nhất chính là hóa vô tông. Thiên vũ đại đế vi phạm lệnh cấm, nhìn thấy đám người thánh thủ linh đế ra tay, cho rằng thánh thủ linh đế cũng bị lệnh cấm, đế giả ra tay lại không có việc gì. Thế nhưng không ngờ lại nhanh chóng bị đánh chết, thậm chí còn không biết hình dáng người ra tay tròn méo ra sao. Trên không trung, Phi kiếm Tôn giả chật vật nhìn xuống phía dưới, kế hoạch tỉ mỉ không chút sơ hở nào của bọn họ lại thất bại. Không ngờ Thánh thủ Linh tôn của Phi Linh môn lại đột nhiên thành đế. Phi kiếm Tôn giả âm thầm suy nghĩ, hiện tại tốt xấu gì cũng đánh chết không ít cường giả của Phi Linh môn, mình cũng nhặt lại được một cái mạng. Phi Linh môn bị trọng thương bực này, không có Lục thiếu du, sợ rằng khó có thể khôi phục lại. Trong khoảng thời gian ngắn đế đạo minh không tạo thành uy hiếp nhiều lắm với thiên địa minh. Chỉ tiếc lúc này phi kiếm tôn giả còn chưa biết trong lúc hắn ở phi linh môn giết một linh tôn nhất trọng, linh tôn nhất trọng này vô cùng quan trọng với một người khác. Bởi vì một kiếm này, thiên kiếm môn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chính hắn cuối cùng sẽ chịu tra tấn, mà giờ phút này hắn còn chưa biết một chút nào, lại còn âm thầm cao hứng cuối cùng cùng làm phi linh môn bị tổn thất thảm trọng. Chúng ta đi, lão giả lưng đeo trường kiếm gọi là đoạn kiếm nhìn đế giả của đế đạo minh trên không trung thò tay kéo phi kiếm tôn giả rồi biến mất trên không trung chư vị ngày khác gặp lại quân lăng của lan lang sơn trang nhìn chúng nhân thiên địa minh nói hắn cũng thò tay kéo tử linh tôn giả thân ảnh lập tức biến mất không thấy trên không trung đi đế giả thiên địa minh có ở lại cũng không còn tác dụng gì cho nên lập tức biến mất trên không trung nhìn qua đế giả thiên địa minh biến mất thánh thủ linh đế bạch long đại đế cùng với đám người vân thủy tiên tử nhíu mày đều không nói gì muốn động thủ lúc này cũng không phải lúc cho dù động thủ cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi không xong thánh linh giáo cùng phi linh môn bị đánh lén ở đông hải thế nào rồi nhìn mọi người rời đi linh hạo nhíu mày trong mắt hiện lên vẻ lo lắng yên tâm đi trên đông hải thiên địa minh chỉ có thể đi hiến mạng mà thôi bọn chúng phô thương là vì muốn thu hút sự chú ý của đế đạo minh ta trước đó ta đã âm thầm thông chi cho phía đông hải nếu ta suy đoán không sai lúc này thiên địa minh đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng của thiên vân đảo nói ha ha vậy thì có lẽ lúc này thiên địa minh tổn thất vô cùng thảm a à. vân thủy đế tiên khẽ mỉm cười nói không ngờ người thiên địa minh lúc này lại âm hiểm như vậy linh hạo nói âm hiểm thì có âm hiểm thế nhưng lại không chống lại được khí vận khiêng đá tự nện chân mình trộm gà không được còn mất nắm gạo a à. Lão giả thiên ngục của tinh ngục các cười ha hà nói. Trong mắt tất cả đế giả đều vui vẻ, thế nhưng người phi linh môn, thánh thủ linh đế cùng với mấy người khác lại cười không nổi. Thiên địa minh tổn thất thảm trọng, thế nhưng phi linh môn cũng tràn ngập thi thể, máu chảy thành sông, chúng cường giả vẫn lạc, xương cốt không còn. Âm âm, trên đông hải, giờ phút này thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng không ngừng trên không trung. Trên không trung, tám chuẩn đế đối chiến, không gian không ngừng bị nghiền nát, từng đạo quang mang chói mặt từ trong không gian bắn ra. Từng thanh âm trầm thấp từ trong không gian tan vỡ vang vọng. Trong vòng chiến của chuyển đế, năng lượng bàng bạc giống như là cơn lốc giết gào, không có người nào dám tùy tiện đặt chân vào bên trong. Mà ở phía dưới, đại quân khổng lồ của thiên địa minh và đế đạo minh va chạm vào với nhau, tiếng chém giết kinh thiên động địa. Cả hải vực đã sớm tràn ngập thi thể, máu tươi. Giết, cùng kỳ tôn giả lúc này xông vào đám người rậm rạp, hai mắt nhìn về phía trước, hàn ý bắn ra cánh tay khẽ phất lên, một tôn cấp đã bị đánh chết. Dùng thực lực của cùng kỳ tôn giả hiện tại đánh chết tôn cấp quả thực chính là tàn sát, thôn thiên cùng kỳ hung hãn dị thường kia lúc này cũng đại phát hung uy. Trong đám người dập giảm, chằng chịt, bản thể huyết mị mang theo tia máu ngập trời hiện lên. Miệng phát ra thanh âm chi chi, sắc bén mà kỳ dị. Giống như tiếng sấm minh trong thiên địa, trong giây lát có từng tia máu bắn ra. Chi chi, tiếng chi chi quái dị trong miệng huyết mị trong nháy mắt hóa thành song âm như thực chất giống như cơn lốc khuếch tán gợn sóng trong không gian bị sốc lên trong sóng âm sen lẫn công kích linh hồn cực lớn chui thẳng vào không gian trong đầu mọi người một mảng lớn người thiên địa minh bị đánh chết trong tổ ong khổng lồ của huyết mị có mười vạn rồi mấy trăm vạn thị huyết linh phong vỗ cánh bay ra vô số thị huyết linh phong ông ông rít gào sắp bắt đầu công kích khí tức hung ác bạo ngược lan tràn cơ hồ tất cả thị huyết linh phong toàn thân đỏ chót như là máu tươi, bộ dáng dư tợn. Khí tức cường hãn lan tràn, vô số thị huyết linh phong khiến cho tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nhiều thị huyết linh phong như vậy tuyệt đối đã tới tình trạng khủng bố. Cả phiến không gian lớn lập tức bị khí tức hung hãn, bạo ngược bao phủ. Trường 3086, thi thể ngổng ngang một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong chiến đấu bực này, thị huyết linh phong quả thực chính là như hổ thêm cánh, là ác mộng của tất cả mọi người, đặc biệt khiến cho đầu người ta đau đớn. Chi chi, vô số thị huyết linh phong đẳng cấp cao thấp khác nhau xuất hiện. Sau khi xuất hiện không chỉ hoãn một chút nào mà vây công người thiên địa minh. Vô số thị huyết linh phong này đều dùng phương thực công kích như tự sát. cuống chi cũng có không thiếu thị huyết linh phong thất dai, lục dai, thậm chí là bát dai cũng xuất hiện ở bên trong. Tất cả đều dùng phương thức công kích như tự sát, đây chính là chỗ khủng bố của thị huyết linh phong. Trong đám người, quỷ tiên tử bạch oánh thúc dục chín đầu hung khôi bố trí đại trận khôi lỗi thân ảnh ở giữa đại trận thế nhưng không biết tại sao giờ phút này quỷ tiên tử bạch oánh đang chiến đấu kịch liệt thì tâm thần lại run rẩy dường như có chuyện gì không tốt vừa mới xảy ra tuy rằng trong đại chiến thế nhưng nàng cũng không thể ngăn chặn được sự bất an trong lòng toàn bộ tâm thần chăm chú vào đại chiến ngao đám người thiên độc yêu long quỷ long như hoa hắc hùng bàn hủy bàn vân long linh thiên sĩ tuyết sư cùng với đám yêu thú linh thú khác giờ phút này hóa thành bản thể khổng lồ. Thân thể khổng lồ chính là lợi khí giết người, tăng thêm uy áp huyết mạch trên người chúng thú, đối với một ít linh thú, yêu thú của vạn thú tông trên thiên địa minh mà nói còn có thể khắc chế. Mà trong thánh linh giáo cũng có biện pháp khắc chế linh thú, yêu thú. Bày trận, nhanh bày trận, trong thiên địa minh, từng đạo thân ảnh nhảy ra, nhanh chóng tạo thành không ít trận pháp hợp kích chống lại đế đạo minh. Dùng trận phá trận. Trong Đế Đạo Minh cũng có không ít trận pháp, lập tức không gian minh mông cuồn cuộn. Thanh thế kinh thiên động địa, lực lượng khủng bố hung hăng va chạm vào một chỗ. "Giết!" Thân ảnh Thiên Dương Tôn giả xuất hiện bên người một người có tu vi Tôn cấp của Thiên Địa Minh. Trong nháy mắt bàn tay đánh ra một đạo trưởng ấn, một đạo trưởng ấn giống như lưu quang nhanh chóng đánh vào trưởng ấn do người có tu vi Tôn cấp trong lúc hoảng sợ ngưng tụ ra. Phanh phanh, hai đạo trưởng ấn lập tức giống như thiên thạch va chạm, hung hăng va chạm vào nhau dư âm kinh khí đáng sợ từ trên không trung lan tràn, xé rách không gian. Phanh, thân thể người có tu vi tôn cấp của thiên địa minh từ trên không trung Rơi xuống, miệng phun ra máu tươi, thân thể rớt xuống hải vực bên dưới. Tiếng chém giết sung trời, thi thể ngổn ngang, cường giả thiên địa minh bị tàn sát. Nếu xét số lượng cường giả thì lúc này thiên địa minh đã là miệng cọp gan thỏ, bốn chuẩn đế có mặt đã bị bốn chuẩn đế của đế đạo minh ngăn cản. Căn bản không có cách nào nhúng tay vào. Cơ hồ tất cả cường giả thiên địa minh lúc này trong lòng đều nóng như lửa đốt, chờ cường giả từ vạn đảo nhai cùng với phi linh môn rút về trợ giúp. Chỉ tiếc bọn họ chờ thật lâu cũng không có động tĩnh gì. Chỉ có một mảng lớn đệ tử trong sơn môn bọn họ bị đánh chết trong Đông Hải. Âm âm âm, trong thiên địa minh, có không ít người bị ép tới tình trạng hồn anh tự bạo, hoàn toàn không còn nhẫn nại mà hung hãn tự bạo hồn anh. Trên chiến trường tàn sát bực này, một khi gia nhập vòng chiếm cũng không thể không hung hãn tất cả người của thiên địa minh lui lại, đây là mệnh lệnh. Trên không trung, bộ váy tím trên người nguyên nhược lan phiêu đáng, nhẹ nhàng hét lớn. Tiếng gầm quanh quẩn trên đông hải, mắt nhìn cảnh tượng thi thể ngổn ngang phía dưới, trong mắt nguyên nhược lan hiện lên sự bất đắc dĩ và rung động. Tốt hơn ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn. Thân thể mềm mại của lục tâm đồng rằng co với nguyên nhược lan, hai người không có ra tay mà chỉ lẳng lặng nhìn đối phương mà htoi. Dường như tâm thần của ngươi không tập trung chúng ta động thủ đối với ngươi vô cùng bất lợi, không bằng ngươi mang theo người đế đạo minh rời khỏi đây. Nếu ta là người ta nhất định sẽ chạy về phi linh môn trước. Nghe ta đi, Nguyên Nhược Lan khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nhìn Lục Tâm Đồng nói. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng biến ảo, chẳng biết tại sao trong lòng nàng vẫn không thể tập trung, trong nội tâm thậm chí còn có cảm giác đau. Đớn như ẩn như hiện, nàng hít sâu một hơi, cũng không quá để ý. Đại ca sáng tạo ra đế đạo minh, đối với người thiên địa minh mà nói, lục tâm đồng không có bất kỳ một chút hảo cảm nào bất kể như thế nào ngày hôm nay thiên địa minh phải trả giá thật nhiều lục tâm đồng nhìn nguyên nhược lan không có một chút nhượng bộ nào lúc này đột phá linh tôn cửu trọng nàng cũng không cần e ngại nguyên nhược lan nể mặt ca ca ngươi ta không muốn động thủ với ngươi nguyên nhược lan nói trong khoảnh khắc trên không trung xuất hiện điện mang màu xanh dưới điện mang màu xanh thậm chí còn mang theo một mảnh lôi vân cuồn cuộn kéo tới điện mang màu xanh rậm rạp chẳng chịt bao phủ không gian, bên trong còn có kịch độc linh hồn phô thiên cái địa lan tràn. Thanh lôi huyền đằng kéo giãn mang theo uy áp linh hồn kinh người bao phủ, giống như khắc chế linh hồn. Đi, một tiếng kêu vang lên, trong nháy mắt này lục tâm đồng phất tay lên, điện mang chẳng chịt màu xanh lướt ra, mang theo một cỗ uy áp linh hồn bàng bạc và kịch độc linh hồn, trong nháy mắt chấn động. Một giây mây màu xanh đen mang theo điện mang màu xanh đen giống như độc xà màu xanh đen phóng về phía nguyên nhược lan. Lục tâm đồng vừa mới ra tay đã dùng toàn lực, không có một chút lưu tình nào thực lực của nguyên nhược lan nàng biết rõ công kích khủng bố như vậy nguyên nhược lan cũng không dám khinh thường tay nắm trường kiếm khẽ huy vũ đột nhiên ma khí đại thịnh mấy đạo kiếm quang được đánh ra ken két kiếm quang bắn ra lập tức hóa thành vô số kiếm quang trên không trung làm cho không gian xuất hiện khe nứt đen kịt khí thức khủng bố khiến cho lòng người rung động vô số thanh lôi huyền đảng bị phá hủy thế nhưng không có một chút tác dụng nào lần nữa càng ngày càng có nhiều thanh lôi huyền đằng cuốn tới. Còn có khói độc vô hình lan tràn, bên trong khói độc là công kích linh hồn khiến cho Nguyên Nhược Lan có chút bối rối. Siêu siêu, Nguyên Nhược Lan lần nữa thúc giục kiếm quang, ma khí ngập trời phô thiên cái địa tuôn ra. Giống như trong lúc mơ hồ có thể ngăn cản tác dụng của kịch đột trên người lục tâm đồng. Nhị nữ giao thủ cùng một chỗ, nhất thời khó mà phân được cao thấp. Ha ha, nhà đầu tâm đồng, ta tới giúp ngươi ngay khi lục tâm đồng và nguyên nhược lan bất phân thắng bại trong lúc nhất thời dường như không ai làm gì được ai đột nhiên cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng thân ảnh xuất hiện trên không trung cùng kỳ tôn giả xuất hiện phất tay đánh ra một quyền mang theo năng lượng chân khí thuộc tính hỏa bàng bạc quyền ấn phá hủy không gian lập tức đánh về phía nguyên nhược lan ven đường có thể thấy được không gian bỗng nhiên nứt vỡ phanh phanh dưới không trung không ngừng có người thiên địa minh vẫn lạc một mảng lớn trong lòng chúng cường giả thiên địa minh ngưng trọng dường như tất cả mọi chuyện đều không tốt như trong tưởng tượng của bọn họ. Trung Quy có cảm giác không tốt, chương 3087, thi thể ngổng ngang hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ngày càng nhiều cường giả của thiên địa minh bị đánh chết. Sĩ khí của thiên địa minh đại giảm, sức chống cự cũng yếu đi nhiều, thực lực càng ngày càng yếu. Trái lại sĩ khí của đế đạo minh càng ngày càng mạnh, cường giả so với số lượng cường giả thiên địa minh lúc này càng nhiều, đệ tử thiên địa minh đã bắt đầu bối rối. Trốn, chạy mau, trong đám người rốt cuộc có người hét lớn, muốn trốn. Trốn, chạy mau, có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, huống chi ngay cả minh chủ cũng hạ lệnh thối lui. Lập tức cả một mảng lớn người chạy trốn, phía hải vực xa xa, vô số ánh mắt nhìn vào trong không gian bên này, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, đại chiến mấy vạn người, vạn năm qua chưa từng có việc lớn như vậy. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, hỏa diễm màu xanh ra trời vẫn còn đang tiếp tục cuồn cuộn. Thế nhưng dưới quang mang của kim đao màu vàng không thể làm nên chuyện gì. Lúc này lục thiếu du hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái lĩnh ngộ. Kim quang quanh thân lan tràn, trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm không biết từ nơi nào, năng lượng thuộc tính kim vô hình nhanh chóng hội tụ tới. Lĩnh ngộ thuộc tính kim, đem thuộc tính kim lĩnh ngộ tới đại thành. Đây vẫn luôn là mộng tưởng của lục thiếu du. Lục thiếu du tự biết đi theo con đường của tiền nhân rất khó có thể siêu thoát, thoát khỏi con đường tiền nhân mà tìm được phương hướng mới. Chỉ có thể đi một con đường mới, có lẽ có thể đi thông tới phương hướng và một cấp độ khác. Lĩnh mộ thuộc tính kim tới đại thành, đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng. Tộc, đây cũng là mộng tưởng của lục thiếu du, nhân loại đáng chết, vô sỉ, có bản lĩnh thì đi ra cho ta. Trong không gian tràn ngập dung nham nóng bỏng cùng với hỏa diễm màu xanh ra trời, thái cổ U Minh Viêm liên tục giết gào. Hắn cũng không thể làm gì khác hơn, trốn ở trong quang mang quỷ dị của bảo vật kia, hắn không có biện pháp nào khác. Hắn rất kiêng kỵ khí tức trên bảo vật kia. Mà lúc này một cỗ khí tức lạ lẫm không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, tràn ngập sự sắc bén, lạnh lẽo, không ngờ hắn lại khó có thể ngăn cản. Trong lúc mơ hồ trong lòng hắn có cảm giác kinh hãi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, quang mang thuộc tính kim quanh quẩn thân thể Lục Thiếu Du, hắn tiếp tục đắm chìm trong lình ngộ. Chiều tà, ánh trời chiếu chiếu rọi, quang mang rơi vãi. Trên Đông Hải, mặt trời ở đường chân trời, quang mang biến mất trong hải vực mênh mông chỉ có phía chân trời hiện lên quang mang năm màu, kéo dài bất diệt, chiếu rọi mặt nước. Đại chiến kinh thiên động địa trên Đông Hải đã qua từ lâu, người đế đạo minh tản đi. Người thiên địa minh chạy trốn chết, cường giả vẫn lạc vô số, thi thể ngổn ngang, máu tươi lan tràn ra chung quanh nhuộm đỏ mấy vạn dặm hải vực, sát khí máu tươi ngập trời. Những người phía xa đánh giá, đại quân hơn ngàn vạn của thiên địa minh tới đây, thế nhưng số người đào tẩu sợ rằng chỉ có một nửa. Ít nhất có bốn năm trăm vạn người vẫn lạc trong hải vực này mà thương vong của đế đạo minh thì nhỏ hơn nhiều. Trận chiến kinh thiên A, quá nhiều người, đều là mạng người A, mấy trăm vạn người, ta còn chưa nghe nói qua có đại chiến nào kinh người như vậy. Lần này thiên địa minh xem như lần nữa tổn thất cực lớn. Cường giả vẫn là không ít, dường như ta còn nhìn thấy có ba chuẩn đế đế đạo minh liên thủ ép một chuẩn đế của thiên địa minh tự bạo. Cường giả chuẩn đế tự bạo quá kinh khủng, khiến cho ba chuẩn đế kia bị trọng thương, sợ rằng thiếu chút nữa mất mạng. Vậy là thiên địa minh lại tổn thất một chuẩn đế. Tóm lại thiên địa minh lần này bị trọng thương, trong không gian, từng đạo thân ảnh phía xa vây xem lúc này còn chưa tán đi. Tiếng thấp giọng nghị luận hội tụ lại một chỗ tạo thành thanh âm không nhỏ. Mãi đến khi sắc trời dần đen kịt lúc này mới có người từ từ rời đi. Siêu siêu, cũng tại lúc này có không ít người phóng xuống phạm vi hải vực bị nhuộm đỏ bằng máu tươi. Bắt đầu tìm kiếm xem có gì thu hoạch trong đại chiến giữa đế đạo minh và thiên địa minh hay không vạn nhất có nhẫn chữ vật của cường giả tôn cấp sót lại không bị cường giả đế đạo minh cầm đi thì phát tài lớn. Siêu siêu, không ít người cũng nhanh chóng tiến vào trong hải vực, bắt đầu tìm kiếm xem có thu hoạch hay không, thậm chí còn có không ít người chui vào chỗ sâu trong hải vực để tìm kiếm. Không tốt, có yêu thú trong nước, chạy mau, trong mặt nước có tiếng hét lớn vang lên, ban này có động tính kinh người cùng với thi thể ngổn ngang. Đêm xuống hấp dẫn không ít yêu thú trong nước tới đánh chén. Ngao ngao, từng đầu yêu thú trong nước mở ra cái miệng lớn, đem một mảng lớn thi thể trên mặt nước nuốt vào trong bụng thân thể những vũ giả linh giả này đối với chúng yêu thú linh thú trong nước mà nói tác dụng không khác gì vũ giả linh giả phục dục đan dược cùng với linh dược hiệu quả không tệ đối với yêu thú linh thú cũng là mỹ vị yêu thú trong nước ở đông hải đương nhiên sẽ không bỏ qua đại chiến chấm dứt vô số yêu thú trong nước dần dần ngoi đầu lên trong đại chiến kinh khủng ban ngày cơ hồ tất cả yêu thú trong nước ở trong phạm vi hải vực này cho dù là yêu vương cũng tự động né ra ban đêm trong cảnh đêm bao phủ một vầng trăng sáng nhô lên cao trên trời cao vô số ngôi sao đầy trời lập lòe trong sơn mạch vụ đô trong quần sơn thi thoảng lại hiện lên ngân quang siêu siêu từ trong đường hầm không gian ở sơn mạch vụ đô có từng đạo thân ảnh nhảy ra lập tức nhảy lên không trung rồi biến mất tại chỗ cũng không có bao lâu từng đạo thân ảnh giống như lưu quang xuất hiện ngoài phi linh môn từng đạo thân ảnh hiện lên rõ mồn một, chính là đám người lục tâm đồng, quỷ tiên tử bạch oánh, thiên độc yêu long, thiên sĩ tuyết sư, bàn hủy, hỏa sĩ tôn giả, lộc sơn lão nhân, thanh hỏa lão quỷ cùng với chúng cường giả còn lại của phi linh môn. Bên cạnh chúng cường giả phi linh môn lúc này còn có vân khiếu thiên, lữ chính cường, đạm đài tuyết phi, mộ dung lan lan, lạc kiến hồng, cùng với mấy cường giả của linh thiên môn, vân dương tông, thiên vân đảo, nhật sát khác. Ngay khi đại chiến còn chưa hoàn toàn chấm dứt, Người của bốn sơn môn thiên vân đảo, nhật sát các, kiền hiên đảo, tinh ngục các ở Đông Hải đã biết được biết được tin tức về biến cố của phi linh môn cho nên người của phi linh môn ở Đông Hải cũng nhanh chóng biết được. Lục tâm đồng cùng quỷ tiên tử bạch oánh và các cường giả phi linh môn sau khi biết được, lòng nóng như lửa đốt, cấp tốc từ Đông Hải quay về. Đám người vân khiếu thiên, lữ chính cường, lạc kiến hồng, đạm đài tuyết phi cũng hộ tống tới đây. Kỷ diệu tông, ô Trấn vũ muốn đến, thế nhưng trên Đông Hải lúc này cần người giải quyết hậu quả, cho nên hai người mới ở lại trên Đông Hải. Cường giả phi linh môn giờ phút này nhìn phi linh môn tràn ngập mùi. Máu tươi, giống như phế tích, ánh mắt bắt đầu âm trầm. chương 3088 có động tác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Không ngờ mục tiêu của Lan Lang Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông, Nguyệt Long các lại là phi linh môn và thánh linh giáo, cũng may có thể chuyển mình. Lữ chính cường nhìn phi linh môn thành phế tích, khẽ than nói ai cũng thật không ngờ thiên địa minh lại hận phi linh môn thấu xương như vậy không ngờ chỉ tạo thanh thế trên đông hải thừa cơ đánh lén phi linh môn và thánh linh giáo sau khi thiên vân đảo nhận được tin tức đám người lữ chính cường cũng biết được đại khái phi linh môn và thánh linh giáo đều xuất hiện đế giả còn làm cho các sơn môn nguyệt long các thiên kiếm môn trả một cái giá lớn thảm trọng thế nhưng lúc này nhìn thấy phi linh môn trở thành một mảnh phế tích trong lòng bọn họ thổn thức không thôi sư phụ hàn ý trên dung nhan tuyệt mỹ của lục tâm đồng bắn ra hai mắt biến đổi, lập tức phóng về phía phi linh môn. Trong độc hồn khôi lỗi có ấn ký nàng lưu lại, ở trên đông hải nàng khó có thể phát giác ra được, thế nhưng hiện tại nàng có thể cảm giác được ấn ký bên trên khôi lỗi đã biến mất không thấy gì nữa. Trong không chung cùng với thiên địa còn lưu lại hồn độc. Trong lòng kinh hãi, lục tâm đồng nhào vào trong phi linh môn. Là tôn sứ trở về, bạch cung phụng trở về, chúng đệ tử phi linh môn đang thu thập, mai táng thi thể đồng môn, đôi. Mắt đỏ thấm, ảm đạm mà rơi lệ những người này đều là đồng môn sư huynh đệ có thầy trò có trưởng bối có thân nhân và bằng hữu nhìn thấy đám người quỷ tiên tử bạch oánh vô số đệ tử phi linh môn đứng dậy không có nhiều người lên tiếng đám người vân khiếu thiên lữ chính cường đạm đài tuyết phi đi vào trong phi linh môn nhìn thấy cảnh tượng thi thể ngổn ngang máu chảy thành sông không khỏi động dung rồi nhíu mày những năm nay phi linh môn phát triển rất nhanh cho nên mới có thể đạt tới một bước này lúc này bất kể như thế nào phi linh môn đã bị trọng thương trong đám người mộ dung lan lan không ngừng tìm kiếm cái gì đó cô nén ánh mắt rưng rưng cẩn thận tìm kiếm thánh thủ linh tôn tiền bối người khôi phục rồi sao tốt rồi trên một ngọn núi ở hậu sơn nơi này vốn là đình viện của sát phá quân lúc này cũng không bị phá hủy trong đại chiến cho nên trở thành nơi ở của chúng cường giả phi linh môn trong đại sảnh thân ảnh lục tâm đồng cấp tốc đáp xuống nhìn thấy sát phá quân khắc phú cực lạc tam quỷ cùng với không ít cường giả phi linh môn có mặt sự lo lắng trong lòng cũng giảm bớt một chút nhìn thấy thánh thủ linh tôn đã khôi phục trong lòng còn có một chút cao hứng đúng vậy ta đã khôi phục thánh thủ linh đế gật đầu nhìn lục tâm đồng ánh mắt khẽ biến hóa sư phụ con đâu rồi lục tâm đồng nhìn qua mọi người trong đình viện tất cả mọi người đại bộ phận đều có mặt ở đây thế nhưng sư phụ nàng lại không có mặt vừa rồi trên đường đi vào phi linh môn nàng cũng không nhìn thấy sư phụ mình Tâm Đồng, Hắc Phủ nhíu mắt, muốn nói thế nhưng cũng không biết nên nói như thế. Nào, từng ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Đông Vô Mệnh vẫn lạc, nhìn ánh mắt của Lục Tâm Đồng, mọi người không biết nên mở miệng như thế nào. Lục Tâm Đồng nhìn qua ánh mắt của mọi người, trong lòng trầm xuống, tâm thần phóng ra chung quanh, bao phủ cả Phi Linh môn, thế nhưng cũng không phát hiện ra dấu vết của sư phụ. Nàng nhìn sát Phá Quân nói, "Phá Quân sư huynh, huynh mau nói cho muội biết." sư phụ muội đi đâu rồi? Tâm đồng, việc này, sát phá quân sao lại không biết cảm tình giữa lục tâm đồng và sát phá quân? Có phải sư phụ muội gặp chuyện không may hay không? Lục tâm đồng nhìn mọi người, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu, sau đó lại nhìn ba người cực lạc tam quỷ, lớn tiếng nói. Cực lạc tam quỷ, các người mau nói cho ta biết, rốt cuộc sư phụ ta ra sao? Tam tiểu thư, sư phụ tiểu thư, ánh mắt lệ quỷ run lên, bất đắc dĩ nói sư phụ tiểu thư vẫn lạc trong tay của người thiên kiếm môn khục khục nghe vậy thân thể mềm mại của lục tâm đồng đột nhiên run lên thân thể mềm mại lảo đảo lui về phía sau vài bước ánh mắt mờ mịt giống như là trời đất quay cuồn trong đầu mờ mịt thân thể mất đi trọng lược dường như muốn ngã xuống đất tâm đồng thân ảnh sát phá quân lóe lên lập tức nâng lục tâm đồng dậy sư phụ lục tâm đồng hét lớn một tiếng cảm giác trống rỗng nước mắt từ trong đôi mắt xinh đẹp tràn ra giờ phút này nàng cực kỳ bi thương tâm đồng ngoài đại sảnh quỷ tiên tử bạch oánh đến nhìn thấy lục tâm đồng bi thương dường như đã cảm nhận được cái gì đó vội vàng hỏi tâm đồng sao rồi sư mẫu sư phụ đã mất rồi lục tâm đồng nhìn quỷ tiên tử bạch oánh nước mắt từ trên má không ngừng rơi xuống lúc này trong lòng nàng đau như đau cắt trong đầu hiện lên cảnh tượng trước kia từ lúc còn là một tiểu cô nương nàng đã đi theo bên người sư phụ phụ thân mẫu thân qua đời sớm sư phụ và sư mẫu chiếu cố nàng coi nàng là viên minh châu trong lòng bàn tay trong lòng lục tâm đồng hiểu rõ sư phụ đối với nàng vô cùng yêu thương quan tâm giống như con ruột không ai có thể làm được như sư phụ từng cảnh hiện lên trong đầu khuôn mặt tươi cười dần dần tiêu tán trong lòng nàng giống như sắp vĩnh viễn không thấy nữa sư phụ lục tâm đồng khóc rốt cuộc không nhịn được mà bất tỉnh quỷ tiên tử bạch oánh nghe vậy thân thể mềm mại đột nhiên run lên trong nháy mắt này dường như cả thế giới chung quanh nàng tối sầm, ánh mắt mơ hồ. Trái tim trùng xuống, giống như thứ quan trọng nhất với sinh mạng của nàng đã không còn, vô cùng đau đớn. nha đầu này, thánh thủ linh đế đi tới bên cạnh lục tâm đồng đang hôn mê trong tay. Hắc phú, ánh mắt khẽ than, mấy đạo thủ ấn rơi vào trên người lục tâm đồng, miệng nói. Để cho nha đầu này nghỉ ngơi, bình tĩnh lại, vầng trăng sáng nhô lên cao, trăng sáng, sao thưa, ánh trăng bàng bạc. Trong phi linh môn, bi phấn, không ngừng có tiếng thú giống giận dữ vang lên, thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng trong thiên địa. Lần này chẳng lẽ thiếu du không thể làm nên kỳ tích sao? Trong một đình viện còn chưa bị phá hủy, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường cùng với cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn ngồi đó, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. "Ta nhận được tin tức, nghe nói cường giả thập đại hoàng tộc đều từng tìm kiếm qua, cũng không phát hiện dấu vết của cửa vào hư không bí cảnh." Thiên Hỏa Đế cấp vào huyết linh mẫu đơn đế cấp đối với thập đại hoàng tộc mà nói, đặc biệt là lục đại nhân hoàng tộc đều là hấp dẫn cực lớn lục thiếu du nhíu mày nói nếu là người khác sợ rằng tuyệt đối sẽ chết chắc thế nhưng tiểu tử thiếu du này năm lần bảy lượt có thể sáng tạo ra kỳ thích trung quy ta vẫn có dự cảm coi như là giữ nhiều lành ít nó cũng sẽ không sao giống như ban đầu ở trong mộ quật nó cũng có thể đi ra đúng vậy gần đây vận khí tiểu tử kia vô cùng tốt lần này nhất định sẽ không sao vân khiếu thiên nói chương 3089, mẫu tử gặp nhau một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chỉ là không ngờ phi linh môn lúc này lại bị đánh lén, tổn thất không ít. Lữ chính cường nói, chỉ cần thiếu du không có việc gì, tất cả chắc chắc sẽ có một ngày đòi lại được. Vân khiếu thiên nói, ánh mắt lữ chính cường biến ảo, ngẩng đầu nhìn vân khiếu thiên nói. Lần này có lẽ chúng ta cũng nên có một ít động tác đó chứ. Ý ngươi là chuyện kia hay sao? Nếu ta suy đoán không sai, việc này tất cả các đế giả của mấy sơn môn lớn như chúng ta đều bị kinh động bọn họ cũng đã sớm nghĩ tới đoán chừng đã an bài xong rồi vân khiếu thiên nói siêu siêu lúc này trên không trung phía xa của phi linh môn vang lên tiếng xé gió không ngừng từng cỗ khí tức cường hãn khuếch tán bao phủ phi linh môn bọn họ đã tới trên hậu sơn phi linh môn ánh mắt thánh thủ linh đế trong đình viện khẽ đổi lập tức nói cực lạc tam quỷ các người đi xem trong phi linh môn hiện tại còn bao nhiêu cường giả thương thế không nặng, nếu có thể đi được, tất cả đi cùng với ta. Vâng, cực lạc tam quỷ cung kính gật đầu, tiếp đó rời khỏi đình viện. Ngao ngao, một lát sau, vô số yêu thú, linh thú trong phi linh môn giống lên, tiếng giống vác vọng không gian. Lập tức trong phi linh môn có từng đạo lưu quang biến mất trên không trung. Trên hậu sơn phi linh môn, thánh thủ linh đế nhìn lên không trung, hàn. Trong mắt hiện lên, nói cũng nên có động tác chết rồi đỗ sư huynh lưu bàn tử cũng chết trên một ngọn núi trong phi linh môn trong đôi mắt nho nhỏ của lục kinh vân hiện lên hàn ý sau khi từ trong sơn mạch vụ đô trở lại phi linh môn nhìn cảnh tượng thi thể ngổn ngang trong phi linh môn tâm linh nho nhỏ của nó bị đả kích cực lớn còn có lão độc vật lão gia hỏa kia cũng chết tại sao lại như vậy bên trong đôi mắt đen nhánh của lục kinh vân có nước mắt tràn ra nó nhớ rõ khi còn bé nó thường đoạt đồ vật của lão độc vật mỗi lần bị lão độc vật bắt lão độc vật tuy rằng hung dữ còn đánh mông nó nó cũng mắng rất lớn tiếng thế nhưng mà lục kinh vân biết rõ bàn tay lão độc vật tuy rằng dương cao đánh vào mông nó thế nhưng lại vô cùng nhẹ căn bản không nỡ đánh nó mỗi lần có thứ gì ngon hoặc thú vị lão độc vật đều giữ lại cho nó mà ngay cả khi lão ra hỏa linh vũ đại đế kia bắt nó liều mạng đẩy hòn đá lớn lão độc vật thường xuyên vụng trộm mang đồ ăn cho nó lão độc vật người không được chết về sau con sẽ không chọc giận người nữa. Người có thể sống lại được hay không? Lục Kinh Vân rốt cuộc không nhịn được mà khóc giống lên, sư phụ mất tích, nãi nãi và ra ra đi lục ra. Lúc này nó giống như hài tử không có nhà để về. Dù sao nó cũng mới chỉ có 8 tuổi, đã kích bực này khiến cho nó không nhịn được mà rớt nước mắt. Kinh Vân, không nên thương tâm, bối nhi xoay quanh bờ vai của Lục Kinh Vân, đã ở cùng Lục Kinh Vân. Mấy thời thần, có người, Lúc này Bối Nhi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, trong đôi mắt nhỏ bắn ra hung quang. "Là ai?" Lục Kinh Vân đứng dậy, nhìn phương hướng Bối Nhi đang nhìn, thu hồi nước mắt, ánh mắt cực kỳ cảnh giới. "Kinh Vân, là chúng ta." Một thanh âm dịu dàng vang lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện trên ngọn núi. Ba vị phụ nhân xuất hiện, hai vị phụ nhân phía trước một người mặc cung trang màu trắng nhạt, mặt ngọc, tóc búi, khí chất xuất chúng, bất phàm. Mỹ phụ nhân bên phải đeo một cái đai lưng màu trắng chung quanh cái eo nhỏ trên vai có một tấm lụa mỏng màu trắng nhìn qua có chút ôn nhu tuy rằng không trang điểm thế nhưng nhìn qua vô cùng tươi tắn yêu nhã thì ra là kính hoa thủy nguyệt a di sao hai người lại tới đây lục kinh vân nhìn thấy hai người tới trong đôi mắt tràn ngập hàn ý và nước mắt hiện lên sự kinh hỷ thân hình lập tức đi về phía hai người kính hoa thủy nguyệt nó biết rõ hai vị a di này là người của thiên vân đảo thường xuyên đến thăm nó mỗi một lần đều mang đồ vật cho nó nó có thể cảm giác được hai vị a gì này đều thực tâm đối tốt với nó. Chúng ta nghe nói phi linh môn gặp chuyện không may cho nên tới xem. Thủy Nguyệt cúi đầu vuốt đầu Lục Kinh Vân, nhìn hai mắt đỏ bừng của. Lục Kinh Vân lập tức hỏi, Kinh Vân, con không sao chứ? Lục Kinh Vân lắc đầu nói, con không sao, thế nhưng rất nhiều sư huynh đều chết. Mà ngay cả lão độc vật cũng chết. Nói xong, Lục Kinh Vân không nhịn được lại rơi nước mắt. Giống như tìm được chỗ phát tiết, lập tức nhào vào trong lồng ngực Thủy Nguyệt khóc lớn. Được rồi Kinh Vân, không có việc gì rồi. Ôm thật chặt lục Kinh Vân, ánh mắt Thủy Nguyệt lại nhìn về phía mộ dung lan lan sau lưng. Ánh mắt mộ dung lan lan đã sớm đỏ bừng, 8 năm, tuy rằng nàng thường xuyên biết rõ tin tức của hải tử, thế nhưng đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi mẫu tử nàng tách ra. 8 năm nay mỗi một ngày nàng đều tưởng niệm, lần này biết rõ biến cố của phi linh môn, tăng thêm lục thiếu du mất tích, rốt cuộc nàng không có cách nào nhịn được mà tới đây lúc này nhìn thấy hài tử của mình khóc giống trước mắt, tim mộ dung lan lan đau như đau cắt, trong lúc nhất thời hai mắt ngốc trệ, không biết nên làm như thế nào cho phải. Thủy Nguyệt A Di, sư phụ con bị vây khốn bên trong. Lão độc vật lại chết, lục kinh vân nghẹn ngào, từ nhỏ tới nay nó luôn được mọi người sủng ái, lúc này tâm linh nho nhỏ không có cách nào thừa nhận được đả kích như vậy. Không có việc gì, sư phụ của con sẽ không sao, đừng khóc. Kính hoa nhìn đứa bé trong lòng Thủy Nguyệt khóc thút thít, trong lòng cũng chua xót không thôi. Đúng vậy, nhất định sư phụ sẽ không có việc gì. Mãi một lúc lâu sau, Lục Kinh Vân mới tử trong lòng ngực Thủy Nguyệt ngẩng đầu lên, dùng ống tay áo nhỏ lau khô vệt nước mắt, hai mắt vì khóc mà đỏ bừng, trong đôi mắt nhỏ hiện lên sự bi thương và kiên nghị, nói. Con muốn tu luyện cho tốt, đi tìm sư phụ trở về, cùng sư phụ báo thù cho lão độc vật. Hai từ, ánh mắt mộ dung lan lan kích động nhìn qua Lục Kinh Vân, đôi mắt to lúng liếng, mắt to mày kiếm, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên sự kiên nghị và cơ linh. Lúc này ánh mắt kiên nghị kia quả thực giống hắn như đúc. Đây là con của nàng, là cốt nhục thân sinh. Lục Kinh Vân cũng không nhận ra mộ dung lan lan, thế nhưng lúc này nhìn thấy mộ dung lan lan, nhìn qua ánh mắt ướt át kia nó có cảm giác dường như đã từng quen biết, trong tâm linh nho nhỏ có một chút xúc động không hiểu. Kinh Vân, đây là lan lan a -di. là kính hoa, Thủy Nguyệt a di thường xuyên nói chuyện của con với lan lan a -di, cho nên a -di mới muốn đến gặp con. Thủy Nguyệt nói, bái kiến Lan Lan a di Lục Kinh Vân nhìn mộ dung Lan Lan, ánh mắt chuyển động, lập tức hành lễ. Trong lúc vô hình nó có thể cảm nhận được một loại xúc động không hiểu hiện lên trong lòng nó. Giống như là có một mối liên hệ nào đó, tuy rằng nó chưa gặp qua vị a di này, thế nhưng lại có thể cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, thân thiết. Trường 3090, Mẫu Tử Gặp Nhau hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Hai tử, Mộ Dung Lan Lan không nhịn được run lên, nước mắt không ngăn được. Mà chảy ra, 8 năm, 8 năm rốt cuộc nàng có thể nhìn thấy cốt nhục của mình. Lan Lan a di, sao người lại khóc? Lục Kinh Vân nghi hoặc hỏi, nhìn mỹ phụ nhân khóc thút thít, nỉ non trước mặt mình, trong lòng của nó dường như cũng bị thứ gì đó bóp lấy, có cảm giác muốn khóc. Không có gì, là a di cao hứng mà thôi. Mộ Dung Lan Lan ôm Lục Kinh Vân vào trong ngực, càng không thể ngăn được nước mắt. Nhị nữ kính hoa, Thủy Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ mà lại vui vẻ. Lặng lẽ lùi về phía sau một chút, bất kể như thế nào hiện tại đã là tốt nhất, sư phụ đã bắt đầu thả lỏng hơn, hy vọng có một ngày có thể đỡ hơn một chút, có thể khiến cho mẫu tử hai người bọn họ chính thức nhận nhau. Trên đại lục, lúc này gió nổi mây phun, vạn đảo nhai, đông hải, phi linh môn cùng bị rung chuyển, tin tức nhanh chóng chuyển ra khắp đại lục. Người nào nghe cũng khiếp sợ, lần này quả thực là lật trời, Đại lục yên bình hơn vạn năm rốt cuộc không thể yên bình được nữa. Trong vòng một ngày ba người thành đế, đây cũng coi như là việc hiếm thấy trong thiên địa. Trong một bình viện yên tĩnh, trong đôi mắt thâm thúy mà đen nhánh của Lam Thập Tam hiện lên sự kinh ngạc. Trong vòng một ngày, thiên địa lần lượt xuất hiện dị tượng ba lượt, khiến cho hắn rung động. Ba người đồng thời thành đế, chuyện này không tầm thường. Mà vận khí thiên địa minh lần này dường như cũng không được tốt lắm, lại tổn thất thảm trọng, đã vô lực nhúc nhích ha đôi mắt giống như bảo thạch của tử yên nhìn về phía xa, cặp môi đỏ mỏng khẽ mở nói. Thánh linh giáo, phi linh môn bị đánh lén, xem ra thiên địa minh e ngại hắn tới tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Người nói lục thiếu du sao, làm thập tam nhìn tử yên, nói, cửa vào hư không bí cảnh biến mất, sợ rằng tiểu tử này lành ít giữ nhiều. Ta cảm thấy hắn sẽ không có việc gì, nhất định là như vậy, tử yên đứng dậy, tư thái trắng tuyệt, đôi mắt xinh đẹp giống như ngọc thạch, chỉ sợ bất luận một nam tử nào nhìn thấy cũng phải mất hồn lạc phách. Lúc này trong đôi mắt giống như bảo thạch kia tràn ngập sự kiên nghị và tin tưởng. Người chắc chắn như vậy sao? Khuôn mặt tuấn lãng của Lam Thập Tam biến ảo, bởi vì hắn có quá nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Lần này ta tin rằng hắn sẽ lại khiến cho cả đại lục kinh hỉ. Mái tóc đen nhánh của tử yên xóa xuống vai giống như một thác nước đen từ trên đỉnh núi chảy xuống trong đêm yên tĩnh vậy, ánh mắt nhìn về phía xa xa, khẽ nói thế nhưng nếu như hắn xuất hiện một lần nữa, tin rằng đối với một số người mà nói, tuyệt đối chính là ác mộng. ta cũng hy vọng hắn không có việc gì. tuy rằng tên tiểu tử này khiến hco ta hâm mộ, đố kỵ, bất quá là vừa yêu vừa hận a. À. lam thập tam mỉm cười nói, hy vọng như vậy đi. tử yên khẽ thở dài, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới thanh niên mặc áo bảo xanh có chút tà khí, hung hăng cản quấy và bướng bỉnh kia. tuy rằng ngoài miệng nói khẳng định như vậy, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng trong huyền thiên bí cảnh nàng và hắn cơ hồ ôm lấy nhau tuy rằng cách hy phục vậy mà vật đó của hắn lại đụng vào nàng ở trong tử vong thâm uyên lại lưu lạc cùng một chỗ với hắn tất cả hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng thường xuyên hiện lên trong đầu tử yên có một ít chuyện chúng ta cũng cần mở ra a à. lam thập tam nói trong hư không bí cảnh thứ tiền bối lưu lại chúng ta đã thành công đạt được có lẽ nên chuẩn bị bước tiếp theo có lẽ sẽ nhanh thôi tử yên nói Tất cả người của phi linh môn cả một đêm không ngủ, đều bi thương, giận dữ chôn thi thể đồng môn. Đại đa số thậm chí còn không có cách nào tìm thấy thi thể, thậm chí chỉ có thể chôn cùng một chỗ. Cơ hồ tất cả cường giả phi linh môn, người bị trọng thương là 5.317 người. Bị thương nhẹ gần vạn, mà người vẫn lạc, sau khi thống kê tổng cộng là 2 vạn 4.307 người. Trong phi linh môn chính thức được coi là thi thể ngổn ngang. Cơ hồ tất cả đệ tử phi linh môn không có cách nào phân biệt rõ ràng xương cốt, chỉ có thể chôn cất dưới một ngọn núi trong phi linh sơn mạch. Ngọn núi này cũng được gọi là vạn nhân trùng, mai táng hơn hai vạn đệ tử phi linh môn. Trong phi linh môn máu chảy thành sông, sát khí, mùi máu tươi ngập trời. Có lẽ trong vòng mấy tháng cũng khó có thể tản đi. Một đêm từ từ trôi qua, sáng sớm hôm sau, khắp phi linh sơn mạch được bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng. Gió thu thổi trong không gian mang theo cảm giác mát mẽ cùng lạnh lẽo, lá vàng không ngừng rơi xuống giống như tượng trưng cho chúng đệ tử phi linh môn vẫn lạc. Hóa Vũ Tông là địa phương gần sơn mạch vụ đô nhất trong cổ vực, cũng coi như là sơn môn gần phi linh môn nhất, thân là một trong bốn thế lực lớn nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, thực lực của Hóa Vũ Tông cùng với nội tình không hề nghi ngờ chính là siêu cấp thế lực trên đại lục. Lúc này đã vào cuối thu, sáng sớm, tại một mảnh sơn mạch liên miên, lá vàng rơi xuống mang theo cảm giác ảm đạm, tiêu điều. Trong sơn mạch lớn có không ít tòa đại thành khổng lồ, quần phong liên miên không ngớt, vô số kiến trúc hiển hiện. Sáng sớm, mây mù lượn lờ, bên trong sơn mạch yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng gió rít lên. Ngao ngao, dưới tiếng gầm gừ cực lớn, trong sơn mạch, đột nhiên có vô số yêu thú lao ra. Siêu siêu, từng thanh âm xé gió vang vọng, vô số thân ảnh lăng không đi tới, theo đó là từng đầu yêu thú, linh thú khổng lồ quy mô lớn, thanh thế bức nhân kéo tới. Dưới thanh thế mênh mông cuồn cuộn này, những nơi đám người này đi qua, vô số người ngẩng đầu lên, thân ảnh yêu thú, linh thú giống như mây đen kéo qua không trung yêu thú linh thú cũng không nhiều thế nhưng mỗi một đầu đều tuyệt đối khủng bố thân ảnh nhân loại trên đó cũng không nhiều tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi thế nhưng không gian quanh thân bọn họ lại gió nổi mây phun mấy trăm thân ảnh cùng với yêu thú linh thú quy mô lớn kéo theo không gian gió nổi mây phun trong nháy mắt xuất hiện trước sơn mạch lớn kia trên không trung mấy trăm đạo thân ảnh cường hãn đứng chắp tay mắt nhìn về phía trước trong mắt hiện lên hàn ý một đạo thanh âm quanh quẩn trong không trung Đế đạo minh tới diệt hóa vô tông người không liên quan nhanh chóng rời đi nếu không giết không tha tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng trên không trung vừa mới dứt lời một cỗ chân khí linh lực tuôn ra tạo thành một cỗ khí thế kinh người cả không gian run rẩy một cỗ sát khí ngập trời ngưng tụ cả không trung phong vân biến sắc ngoài hóa vô tông một trong những đại thành được coi là an toàn nhất của vực lúc này trên không trung phong vân biến sắc tất cả mọi người trong đại thành lập tức nhìn về phía không trung cả đám kinh ngạc chương 3091, Đế Đạo Minh giận dữ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Không tốt, là Đế Đạo Minh tới đánh hóa vô tông. Đế Đạo Minh tại sao lại tới đánh hóa vô tông? Hóa vô tông là thành viên của thiên địa minh, lúc này thiên địa minh ở đâu? Vô số thân ảnh trên không trung, sát khí che khuất bầu trời khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Mở đại trận phòng ngự, trong dãy núi, tại một ngọn núi cao vút trong mây có một tiếng hét lớn truyền ra trong mắt mấy chục cường giả lúc này tràn ngập vẻ ngưng trọng. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, đến quá nhanh. Âm ầm, trong sơn mạch từng đạo quang trụ bắt ra, quang trụ bằng năng lượng đáng sợ, phô thiên cái địa bắn lên trời cao. Từng đạo chấn động khủng bố từ trong đạo quang trụ truyền ra. Vô số quang trụ bằng năng lượng dùng một loại quỹ tích huyền ảo tương. Liên với nhau, lập tức tạo thành một đại trận che khuất bầu trời xuất hiện trong mắt mọi người. Đại trận hóa thành một màn sáng bao phủ sơn mạch bao la của hóa vô tông. Mây đen trên bầu trời ngưng tụ, tiếng sấm vang vọng không ngừng. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn khiến cho vô số người xem ở bên ngoài sơn mạch xa xa run rẩy. Thân thể lần nữa lùi về phía sau, bằng không cứ đứng tại chỗ nhìn đại chiến cuồng bạo sắp xảy ra, một khi bị cuốn vào, chỉ có lành ít giữ nhiều mà thôi. Tất cả chuẩn đế chuẩn bị phá trận, cùng kỳ tôn giả hét lớn, trường bào tung bay, thân thể bước lên phía trước một bước. Sát ý trong mắt đại thịnh, năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa nổi lên sóng gió kịch liệt. Theo cùng kỳ tôn giả bước ra, trong đám người lập tức có 13 người có tu vi chuẩn đế đạp không đi ra. Mọi người đều bay lên trời, khí tức bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc. Phá trận, 13 chuẩn đế lạnh lùng hét lớn một tiếng, tăng thêm cùng kỳ tôn giả, tổng cộng là 14 cường giả chuẩn đế, từng đạo chân khí, linh lực trong cơ thể những người này tuôn ra. Ngưng tụ thành công kích đáng sợ, lập tức ngưng tụ thành một không gian minh mông, cuồn cuộn trên không gian. Giữa không trung, 14 chuẩn đế có động tác trong không gian gió nổi mây phun, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng, điện mang lập lòe, từng đạo công kích bàng bạc ngưng tụ ra, mang theo tiếng sấm minh ẩm ẩm cùng với tiếng xé gió vang vọng không ngớt. Cả không gian run rẩy giống như sơn băng điện liệt. Đi, không gian run rẩy cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, tay phẫn nộ đánh ra một quyền. Quyền ấn phá hủy không gian ven đường, hung hăng đánh về phía đại trận trước mắt. Lập tức công kích của chúng cường giả mang theo uy lực hủy diệt, hung hăng đánh về phía màn sáng trước mặt không gian ven đường bị đánh nát, âm ầm ầm, thiên địa run rẩy, không gian nổ vang không ngừng. Dưới công kích khủng bố của 14 chuẩn đế, đại trận kia lung lay giống như sắp đổ. Vết nứt ngập tràn, thế nhưng lại miễn cưỡng tiếp nhận được công kích của 14 chuẩn đế mà không bị phá hủy. 14 chuẩn đế không có cách nào phá trận, ánh mắt trầm xuống. Cùng lúc này thân ảnh khổng tước tôn giả nhảy ra, tuy rằng hắn bị trọng thương dường như còn chưa khôi phục, thế nhưng lúc này tay lại móc ra một vật. Vật này được móc ra, ở trong không gian gió nổi mây phun lập tức hóa thành một khối ngọc thạch khổng lồ chừng mấy ngàn thước. Không gian bị bao phủ, giống như là che khuất bầu trời. Một cỗ khí thức cường hãn tới tận cùng lan tràn ra. Đây là thần khí, không ít chuẩn đế chung quanh cảm nhận được khí thức khủng bố này lập tức nhìn chăm chú vào. Khí thức này khiến cho bọn họ có cảm giác hủy diệt, khiến cho tim đập nhanh, đây chính là một kiện thần khí. Linh Ngọc Sàng, khổng thước tôn giả khẽ quát một tiếng, sát ý trong mắt lan tràn. Linh Ngọc Sàng này chính là thứ trước khi đến đại ca cấp cho nàng hộ thân. Muốn tiêu diệt hóa vô tông sẽ không dễ, cho nên có Linh Ngọc Sàng mọi người cũng nắm chắc hơn. ầm ầm, cùng lúc, cơ hồ cả không trung vang lên tiếng sấm minh. Tất cả chuẩn đế của các sơn môn lớn nhảy ra, tay móc ra một kiện linh khí, sau đó lập tức bành trướng. Cả không gian vang lên tiếng sấm minh, mây đen che phủ bầu trời. 6. Kiện linh khí không ngờ đều là thần khí. Tất cả các sơn môn lớn đều mang tới thần khí, Dường như mọi người đều nghĩ tới đại trận hộ sơn của hóa vô tông không dễ phá như vậy. Thần khí bình thường vô cùng khó gặp, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện nhiều như vậy, đủ để thấy được các sơn môn lớn trong đế đạo minh đã tức giật, trước khi tới đây đã có sự chuẩn bị. Phá trận, một lão giả có thân thể tục tàn khẽ quát một tiếng, hỏa diễm ngập trời từ một kiện thần khí trên tay người này tuôn ra, giống như muốn đốt cháy phiến thiên địa này vậy. Cuối cùng hỏa diễm hóa thành biển lửa cuồn cuộn phóng về phía đại trận trước mặt, Ngao, một chuẩn đế khác thì nắm trường đao trong tay, bổ ra một đạo kiếm quang mấy ngàn thước, sắc bén vô cùng, đao mang bá đạo. Ầm ầm, trong nháy mắt này, tổng cộng 7 kiện thần khí công kích, tăng thêm 7 chuẩn đế còn lại lần nữa ngưng tụ công kích. Cơ hồ tất cả công kích trong nháy mắt đều bộc phát năng lượng khủng bố, lập tức đánh vào phía trên đại trận của Hóa Vũ Tông. Phanh 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 phanh, công kích khủng bố như vậy tạo thành thanh âm trầm thấp không dứt bên tai chỉ là dư âm kinh khí còn lại dễ dàng khiến cho mấy ngọn núi cao mấy ngàn trượng ở gần đó thành cho bụi. Không gian tan vỡ, đại trận hóa vô tông rốt cuộc cũng bị nhìn nát, dạn nứt. Lập tức phiến thiên địa xa xa dưới công kích khủng bố của chúng cường giả run rẩy kịch liệt. Sơn mạch lần nữa vỡ ra một khe nứt thật sâu, đại trận đã bị phá, giết, thân ảnh ba người cực lạc tam quỷ hóa thành ba đạo lưu quang, theo. Đại trận bị phá, lập tức xông vào trong hóa vô tông. Ngao ngao, thiên sĩ tuyết sư, xích viêm, bàn hủy cùng chúng yêu thú linh thú giết ảo liên tục thân thể khổng lồ mạnh mẽ phóng thẳng về phía trước chư vị coi chừng diệt không hỏa lôi của hóa vô tông đồ chơi kia cũng không dễ dây vào một lão phụ nhân nói với chúng nhân thế nhưng chỉ cần không cho đối phương cơ hồ là sẽ không có trở ngại quá lớn dường như mọi người đều biết rõ uy lực của diệt không hỏa lôi trong mắt hiện lên chút cố kỵ chỉ là mọi người đồng thời cũng biết diệt không hỏa lôi kia tuy rằng lợi hại nhưng chỉ là vật chết chỉ cần chú ý nhiều một chút cũng không có chuyện gì xảy ra. Trốn, chạy mau, trong hóa vô tông, vô số thân ảnh lúc này hoàn toàn lâm vào trong kinh hãi. Đại trận hộ sơn bị phá, đối mặt với sự vây công của cường giả đế đạo minh, kết cục không cần phải nói. Giết, từng thanh âm mang theo sát khí ngập trời vang lên trong hóa vô tông. Thanh âm hóa thành sóng âm quanh quẩn trên không trung, cực lạc tam quỷ cùng với chúng cường giả, yêu thú, linh thú của đế đạo minh phá không phóng tới, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thể đổ sát. Ô, giống thiên sĩ tuyết sư bàn hủy cùng với chúng thú giết gào liên tục phẫn nộ phóng về phía đệ tử hóa vô tông khí thế kinh người khiến cho cả hóa vô tông dung chuyển đây quả thực chính là tàn sát những nơi mà yêu thú linh thú khổng lồ đi qua đệ tử hóa vô tông kêu lên một tiếng thảm thiết chương ba nghìn đột phá thành đế một chuyện được thực hiện bởi obookaudio com a à, trong khoảng thời gian ngắn bên trong hóa vô tông đã máu chảy thành sông tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Tuy rằng đệ tử hóa vô tông có rất nhiều, thế nhưng tu vi thực lực lại không được tốt lắm, cho nên hoàn toàn không phải là đối thủ. Từng tiếng kêu gào quanh quẩn trên không trung, thoáng chốc cả hóa vô tông giống như địa ngục, giết, mấy trăm đạo thân ảnh đế đạo minh xuất động, tất cả đều là cường giả tinh anh trong các sơn môn lớn. Lần này đế đạo minh đã nổi giận thật sự, thực lực khủng bố cũng hiển hiện ra. Thiên địa minh liên tiếp bị trọng thương, lúc này nếu so thực lực, rốt cuộc không có cách nào có thể so sánh được với đế đạo minh. Huống chi lúc này chỉ có một mình hóa vô tông, trong hóa vô tông, sát khí ngập trời, lực lượng khủng bố tràn ngập không chung, khiến cho không gian run dày. Đế đạo minh liên thủ phái ra 14 cường giả chuẩn đế, thực lực của hóa vô tông lúc này chỉ có thể chờ bị san bằng thành bình địa. Máu chảy thành sông, mùi máu tươi ngập trời lan tràn trên không chung. Đại chiến ngập trời kéo dài suốt 3 canh giờ. 3 canh giờ sau, đại chiến cơ bản đã gần như chấm dứt. Đại chiến kéo dài ba canh giờ, mùi máu tươi khuếch tán ra ngoài vạn dặm. Lúc này có lẽ hóa vô tông đã bị san bằng thành bình địa. Cơ nghiệp vạn năm của hóa vô tông ngày hôm nay bị hủy diệt triệt đề. Mãi sau khi đại chiến chấm dứt, hóa vô tông vẫn hy vọng thiên địa minh có thể phái ra viện binh tới. Thế nhưng tới lúc kết thúc, cũng không có bất kỳ cường giả thiên địa minh nào tới cứu viện. Về phần có thám tử thiên địa minh có mặt hay không thì không nhất định. Trong đại chiến, đám người vây xem phía xa ngày càng nhiều người hóa vô tông bắt đầu chạy thục mạng thế nhưng lại không có bao nhiêu người có thể đào tẩu đặc biệt là người có thực lực mạnh hơn một chút thì bị cường giả đế đạo minh tập trung dùng thủ đoạn sấm xét tiêu diệt cường giả hóa vô tông trong hóa vô tông lúc này cũng tràn ngập thi thể ngổn ngang máu chảy thành sông sau khi tất cả cường giả tiêu diệt hóa vô tông lại tìm kiếm trong hóa vô tông mấy thời thần rồi mới nghênh ngang rời đi hóa vô tông bị diệt bị diệt hoàn toàn về sau không còn hóa vô tông nữa suốt cuộc chuyện gì xảy ra đế đạo minh tại sao lại đột nhiên tới diệt hóa vô tông. Mãi một lúc lâu sau đám người vây xem phía xa mới phục hồi tinh thần lại, nhìn hóa vô tông hùng vĩ khi trước lúc này đã không còn tồn tại. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, lục thiếu du đang chìm đắm trong lĩnh ngộ, hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, thế nhưng có kim đao màu vàng bảo hộ, lục thiếu du có thể tính tâm lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ như vậy không biết khi nào lục thiếu du mới có thể tỉnh táo lại. Chỉ thấy quang mang bốn loại thuộc tính mộc, thủy, hỏa, thổ quanh người lục thiếu du vây quanh mang thuộc tính kim, càng ngày càng trói mắt. Trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, khí tức sắc bén, lạnh lẽo ngày càng đậm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, giống như cát chảy. Trên đại lục, đại chiến trên Đông Hải, vạn đảo nhai, phi linh môn, tăng. Thêm hóa vô tông bị diệt, bốn chuyện lớn trong trước mắt đã trôi qua 5 năm. Thời gian 5 năm, bốn chuyện này vẫn là tiêu điểm bàn luận của tất cả mọi người. Đại chiến được người ta thêm mắm thêm muối, quả thực giống như thần thoại, Năm năm, Hóa Vũ Tông bị diệt, cơ hồ tất cả địa bàn của Hóa Vũ Tông bắt bầu bị đế đạo minh tiếp thu, trong đó Linh Thiên Môn coi như được lợi lớn nhất. Phi Linh Môn bị trọng thương, cường giả vẫn lạc không ít, bản thân bị tổn thất quá nặng, cũng không có bao nhiêu tinh lực và thời gian bành trướng ra bên ngoài. Ngược lại đám người Vân Dương Tông, Nhật Sát Các, cùng với các sơn môn khác đều đạt được chỗ tốt từ địa bàn của Hóa Vũ Tông trong cổ vực. Đối với chuyện Hóa Vũ Tông bị diệt, thiên địa minh lại không có bất kỳ một động tác nào coi như là không biết vậy, mà địa bàn hóa vô tông bị chia cắt, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo không có một chút hành động nào, chỉ bảo vệ địa bàn của mình từ trước mà thôi. Vốn mọi người còn cho rằng trên đại lục sẽ xảy ra đại chiến không ngừng, thế nhưng trong vòng 5 năm lại yên tĩnh khiến cho tất cả mọi người bất ngờ. Trừ một ít phân tranh nho nhỏ ra, cũng không xảy ra bất luận đại chiến gì. Thời gian 5 năm, Lục Thiếu Du còn chưa xuất hiện qua, vẫn không tìm thấy cửa vào của hư không bí cảnh. Lục Thiếu Du vẫn lạc, tin tức linh vũ chiến tôn tiên phú chưa từng có trên đại lục vẫn lạc trong hư không bí cảnh cũng truyền vào trong tai của tất cả mọi người, có người âm thầm cao hứng, có người tiếc hận. Thế nhưng thời gian hơn 5 năm này, lục thiếu du cũng không xuất hiện trên đại lục, đã sớm không còn ai tin rằng lục thiếu du còn sống sót. Thế nhưng danh xưng linh vũ chiến tôn cũng không biến mất trên đại lục. Chuyện phi linh môn năm đó bị đánh lén truyền ra, độc cô cảnh văn và bắc cung vô song sau khi nhận được tin tức lập tức đi tới phi linh môn, hai người mới biết được trước đó Lan Lan Thị và Lục Trung đều ở Lục Gia, cho nên cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh hộ tống nhị nữ Bắc Cung vô song, độc cô cảnh văn đi tới Lục Gia. Chuyện phi linh môn làm kinh động đại lục, Lục Gia đương nhiên cũng biết. Kể cả chuyện Lục Thiếu Du lành ít giữ nhiều cũng khó có thể giấu được La Lan Thị. Đối với những chuyện này, Lục Trung, Lục Đông và người Lục Gia có tâm mà không có lực. Phi Linh Môn bị đánh lén, đối mặt với thiên địa minh lục gia căn bản không thể nào nhúc nhích ở trong hư không bí cảnh ngay cả thập đại hoàng tộc cũng phải bó tay lục gia càng không có cách nào bắc cung vô song và độc cô cảnh văn ở lại lục gia bầu bạn với lan lan thị mấy tháng mới rời đi đồng thời hy vọng chờ tin tức trong tộc bắc cung vô song cố tình mới la lan thị cùng mọi người đi tới bắc cung gia tộc thế nhưng lại bị lục trung lục đông cự tuyệt lúc này lục gia cũng đang ở trong thời điểm biến cố bọn họ thực sự không thể đi được đối với lục gia chúng nữ và bắc cung vô song vô cùng yên tâm có lời hứa hẹn của bắc cung gia tộc tăng thêm tình thế của đại lục hiện tại có lẽ lục gia cũng không đến mức gặp nguy hiểm sau khi sắp xếp một ít chuyện bắc cung vô song cùng với độc cô cảnh văn mới yên tâm rời đi phi linh môn trong thời gian hơn 5 năm đã khôi phục được gần như cũ mà ngay cả tinh nguyệt thiên sát đại trận cũng được thánh thủ linh đế một lần nữa dùng vô số tài liệu chữa trị so với trước kia càng thêm cường hãn chỉ là lúc này phi linh môn có chút khác biệt với khi trước tuy rằng vẫn là một kiến trúc to lớn, hùng vĩ giống như đột một từ dưới mặt đất mọc lên, thế nhưng trong lúc vô hình lại có cảm giác kém hơn rất nhiều. Thời gian 5 năm, năm này tuy rằng phi linh môn vẫn là đại môn đại phái trên cổ vực, có thánh thủ linh đế tỏa chấn, thế nhưng cũng không có cảnh tượng phồn vinh náo nhiệt như trước kia. Trung Quy vẫn có cảm giác, thiếu thứ gì đó, chương 3093, đột phá thành đế 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Giữa hè, trời xế chiều bỗng nhiên mưa rào, từng giọt tí ta tí tách, mưa rơi không ngừng kéo dài tới đêm mới dừng lại. Trăng sáng chiếu vạn dặm, từng ngôi sao le lói trên bầu trời. Mọi âm thanh như hợp sướng vang vọng, tiếng dế kêu, ếch kêu du dương tạo thành một giai điệu động lòng người. Thanh âm quanh quẩn trong phi linh sơn mạch, mãi đến sáng sớm hôm sau. Mùa hè, thời tiết vô cùng nóng bức, gió sớm mai thổi qua mang theo cảm giác mát mẻ. Ban ngày, cả sơn mạch nóng bỏng, dã thú không buồn xuất hiện, lá cây phơi nắng ủ rũ, mà ngay cả trên mặt đất cũng xuất hiện không ít khe nứt. Nóng quá, đã lâu không có nóng như vậy. Đúng vậy, nóng đến mức mà người tu luyện như chúng ta cũng không chịu nổi, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Trong phi linh môn, mặt trời nhô lên cao, một đệ tử mồ hôi đầm đìa rừng tu luyện, đến đỉnh viện nghỉ ngơi một lát. ầm ầm lúc này trên không trung yên tĩnh của phi linh môn đột nhiên xuất hiện động tính cực lớn. Phía hậu sơn, trên một ngọn núi khổng lồ có một cỗ năng lượng chấn động phóng lên trời năng lượng ngập trời trong khoảng khắc tràn ngập không trung hóa thành một cơn lốc bằng năng lượng trong thiên địa khuếch tán ra chung quanh năng lượng kinh người mang theo khí thức lạnh lẽo khiến cho không gian nóng bỏng lập tức lạnh lẽo giống như rơi vào trong hầm băng nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng cảm giác nóng bỏng vừa rồi biến mất không thấy gì nữa lạnh quá dường như sắp đóng băng vậy xảy ra chuyện gì trong phi linh môn vô số đệ tử khiếp sợ từng ánh mắt nhìn về phía hậu sơn trên ngọn núi khổng lồ năng lượng lạnh lẽo kinh người phóng lên trời, phiến thiên địa này dường như cũng bị liên lụy, lập tức chìm vào trong bóng tối. Giờ phút này thiên địa chìm vào trong bóng tối, chỉ có một cỗ năng lượng lạnh lẽo lan tràn ra quang mang màu lam. Mây đen tràn ngập bầu trời, một cỗ năng lượng vô hình ở trong thiên địa chấn động, mặt đất lắc lư, không gian run dày. Mặt nước trong phiến thiên địa này bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn, mặt đất dạn nứt. Âm ầm, vô số ánh mắt kinh hãi, trong chớp mắt, trong mây đen vang vọng tiếng sấm minh, giống như linh hồn lúc này cũng run rẩy nhẹ nhẹ, gió nổi mây phun, dị tượng thiên địa. Trên trời cao, một đạo quang trụ bằng năng lượng trong thiên địa xuyên qua không gian bắn xuống. Trong chớp mắt, trong cổ vực, lập tức có không ít khí thức mịt mờ hội tụ về phía phi linh môn. Trên đại lục linh vũ, trên đông hải, trong khoảng thời gian ngắn không ngừng có khí thức mịt mờ xuất hiện. Mây đen che lấp mặt trời, cả thiên địa vang vọng tiếng sấm khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Âm ầm trong quang trụ bằng năng lượng ở ngọn núi có một đạo thân ảnh phóng lên trời mang theo năng lượng vô hình cùng với năng lượng bàng bạc trong thiên địa hô ứng lẫn nhau dị tượng thiên địa đây là dị tượng thiên địa trong phi linh môn người có thực lực thấp đã bắt phủ phục linh hồn run rẩy chúng cường giả cũng không nhịn được mà rung động lên tiếng đây chính là dị tượng thiên địa đồn rằng có thể khiến cho thiên địa xảy ra dị tượng chỉ có thể là đế giả xuất thế đan dược đế phẩm xuất thế còn có thần khí xuất thế không có người nào đang luyện chế đan dược và thần khí A. Dị tượng thiên địa, đây rõ ràng là phi linh môn ta lại có đế giả xuất hiện. Dị tượng thiên địa khiến cho mọi người run sợ, một đám cường giả nhìn về phía hậu sơn, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hàn băng tôn giả thành đế, trên một ngọn núi khác ở hậu sơn, thánh thủ linh đế chắp tay đứng đó từ bao giờ, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt. Tiểu tử hàn băng này đại nạn không chết tất có phúc, rốt cuộc cũng thành đế. Trên ngọn núi, trong mắt hai người tạ thiên, tạ địa rung động. Sư phụ sắp thành đế, toàn thân sát phá quân kích động tới mức run rẩy, thân ảnh bên trong đạo quang trụ như kết nối giữa trời và đất kia chính là sư phụ hắn Hàn Băng Tôn giả. Ầm ầm, trên không trung, tiếng sấm vang vọng, năng lượng trong thiên địa hội tụ, cuối cùng đều rót vào trong thân ảnh bên trong đạo quang trụ kết nối giữa trời và đất kia. Tiếp đó trong nháy mắt trên đạo thân ảnh kia có một cỗ năng lượng bàng bạc minh mông lan tràn ra chung quanh. Năng lượng bàng bạc tràn ngập, trên không gian tựa như thiên địa dung chuyển, khí tức không ngừng tăng lên. Tất cả cũng không có bao lâu, dị tượng trong thiên địa dần dần bình tĩnh trở lại. Không gian lần nữa khôi phục lại như ban đầu, mặt trời nhô lên cao. Không biết là chuyện gì xảy ra, giữa mùa hè nóng nức, không gian nóng bỏng. Thế nhưng lúc này trong phi linh môn lại mát mẻ không thôi. Như là có một cỗ năng lượng vô hình mà minh mông, đem nhiệt độ nóng bỏng kia ngăn cản trên không trung. Một lát sau, trong đình viện ở hậu sơn phi linh môn có mấy đạo thân ảnh ngồi xuống. Đệ tử bái kiến sư phụ, chúc mừng sư phụ thành đế. Sát phá quân kinh động hành lễ với hàn băng tôn giả lãnh thiên thu. Đế giả, đây chính là tồn tại đỉnh phong nhất trên đại lục. Đương nhiên trừ thiên đế đại nhân ra, đứng lên đi, hàn băng tôn giả nói. Hàn băng, chúc mừng, thiên địa nhị lão chúc mừng, giao tình giữa bọn họ cũng không phải nông cạn. Đại nạn không chết, đạt được một ít cơ duyên, các người cũng sẽ có ngày này. Hàn băng tôn giả mỉm cười, thân thể hùng vĩ, tuổi chừng 70, mái tóc trắng xóa, hai mắt như sao, có khí thức lạnh lẽo lặng lẽ lan tràn ra chung quanh. Hàn băng tôn giả lập tức nhìn thánh thủ linh đế nói. Đoan mộc huynh, lão quái và thiếu du hiện tại như thế nào rồi? Thánh thủ linh đế khẽ lắc đầu, nói. Không có tin tức gì, hơn 5 năm rồi. Trong phòng nhỏ lập tức chìm vào trong yên tĩnh. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, thời gian hơn 5 năm, tất cả mọi người đều nghĩ biện pháp, thế nhưng chỉ có thể bất lực chẳng lẽ lúc này lão quái vật sẽ vẫn lạc sao? Ánh mắt hàn băng tôn giả ảm đạc, lão quái vật vì đi cứu hắn mới như vậy. Nếu như lão quái vật gặp bất chắc, trong lòng của hắn làm sao có thể yên được? Việc này cũng không ai biết, hy vọng bọn họ được ông trời thương xót. Thánh thủ linh đế nói, đúng vậy, thiếu du cũng bị vây khốn ở bên trong. Nó có yêu thú tỏa kỵ, nếu như thiếu du vẫn lạc thì bọn chúng sẽ biến được tình huống đại khái. Ánh mắt hàn băng tôn giả sáng ngời nhìn mọi người. Thánh thủ linh đế cười khổ, nói, thủ đoạn khống chế yêu thú của thiếu du chính là huyết hồn ấn mà ta sáng chế ra. Cũng không phải là liên hệ linh hồn đơn thuần, tăng thêm sự ảnh hưởng của không gian, ta đã kiểm tra thiên sĩ tuyết sư của thiếu du, cũng không có cách nào biết được tình huống hiện tại của thiếu du. Chỉ có tiểu long của thanh long hoàng tộc, thiếu du cùng với tiểu long kết thành huyết khế, một khi xảy ra chuyện cũng có thể biết rõ. Thế nhưng hiện tại tiểu long cũng bị nhốt ở bên trong. Như vậy có chút phiền phức ánh mắt hàn băng tôn giả dần dần ngưng trọng, chương 3094, Kinh Vân đột phá 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Giống, ngao, vào đêm, trên trời cao hiện lên những vì sao le lói, vầng trăng lên cao. Cả sơn mạch được ánh trăng nhàn nhạt bao phủ, giống như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, ngẫu nhiên có thanh âm yêu thú chuyển đến. a à, trong một thạch thất, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, dường như đang nhận loại đau đớn kịch liệt gì đó. Trong thạch thất lớn mấy thước này, trong một cái ao nước tràn ngập máu tươi toàn thân lam linh bị ngâm trong ao nước hai tay bị một cái khóa sắt ngâm đen xuyên qua lòng bàn tay buộc vào trong thạch thất tí tách khóa sắt xuyên qua lòng bàn tay trên đôi tay mềm mại của lam linh lúc này tràn ngập máu tươi trong lúc mơ hồ có vết sẹo khóa sắt kia giống như đã dung nhập vào trong lòng bàn tay của nàng như chứng minh thời gian nàng bị tra tấn đã lâu trong cái ao tràn ngập máu tươi lúc này lam linh vô cùng chật vật tóc dính đầy máu tươi hai mắt vô thần thân thể gầy gò như củi Sớm mất đi vẻ tao nhã, toàn thân trừ đầu với cánh tay đều ngâm ở trong cái ao kia. A, à, thỉnh thoảng Lam Linh kêu lên tiếng kêu thảm thiết, giống như đang chịu đựng thống khổ kinh người, trong cái ao tràn ngập máu tươi kia dường như có sự thống khổ kinh người. Nghịch Đồ, sớm biết như vậy thì lúc trước sao ngươi lại làm vậy? Trong thạch thất, một đại hán thân thể tục tần trầm giọng nói, mái tóc dài màu đen tung bay, nhìn qua Lam Linh trong cái ao tràn ngập máu tươi, hai hàng lông mày nhíu lại. Sư phụ, con không hối hận khuôn mặt gầy gò của Lam Linh ngẩng lên, mắt nhìn thân ảnh phía trước, hơi thở có chút mỏng manh. Nghịch đồ, người có biết vì ngươi mà vạn thú tông ta chịu bao nhiêu tổn thất hay không? Ánh mắt doãn ngạc run run, trong mắt hiện lên sự tức giận. Vạn thú tông tổn thất tới mức cực kỳ lớn, mà tất cả chuyện này đều vì lục thiếu du, mà Lam Linh phản tông cũng khiến cho vạn thú tông chịu tổn thất cực lớn. Đây đều là do vạn thú tông tự mình tìm đến, nếu không phải vạn thú tông muốn gia nhập thiên địa minh tại sao lại có ngày hôm nay? lúc trước con từng nói qua vạn thú tông tốt nhất không nên gia nhập thiên địa minh thế nhưng trong tông hết lần này tới lần khác lại vì những chỗ tốt kia của thiên địa minh bằng không sao lại tới bước này con nghe nói hóa vô tông bị diệt chỗ tốt mà hóa vô tông hứa hẹn cũng không có vì những hứa hẹn hư vô mờ mịt kia vạn thú tông trước sau đều chịu tổn thất tổn thất thảm trọng mà không thu được thứ gì ha ha trong huyết trì lam linh uể oải cười tiếng cười yếu ớt rơi vào trong tai doãn ngạc lại cực kỳ chói tai Hừ, chết cũng không hối cải. Lục thiếu du không phải đã chết rồi hay sao? Ngươi nhận được cái gì? Ngươi cứ ở trong dung cốt hóa hồn trì này đi. Tu vi vương cấp, tối đa chỉ trèo chống được bên trong 10 năm. Ngươi còn 5 năm sẽ bị hòa tan vào bên trong. Cho ngươi không còn xương cốt, bị tra tấn mà chết. Đây là trừng phạt đối với ngươi. Ta thật sự đã hối hận khi thu một đệ tử như ngươi. Trường bào màu vàng trên người doãn ngạc tung bay, giận dữ ngập trời rời khỏi thạch thất. Doãn ngạc rời đi, hồng vân luôn đứng bên cạnh không nói gì lúc này mới tiến lên nhìn lam linh ánh mắt chấp động khẽ nói sư tỷ xin lỗi tỷ sư muội bất lực không có cách nào giúp sư tỷ hồng vân muội còn có thể gọi ta một tiếng sư tỷ là ta đã cao hứng rồi khí tức trên người lam linh yếu ớt càng ngày càng yếu hồng vân nói năm đó sư tỷ chiếu cố muội hồng vân luôn nhớ rõ hồng vân có tin tức của hắn hay không lam linh dùng ánh mắt chờ mong nhìn hồng vân rồi hỏi không có nhiều năm trôi qua như vậy nhất định đã lành ít giữ nhiều sư tỷ tỷ đừng tự lừa mình dối người nữa hồng vân ngẩng đầu nhìn lam linh nói nếu như sư tỷ không muốn chịu đựng sự tra tấn của dung cốt hóa hồn trì này thì sư muội có thể lớn mật ra tay ít nhất có thể giảm bớt sự thống khổ của sư tỷ loại thống khổ này không phải thường nhân có thể chịu đựng được không ta còn chưa muốn chết ta còn muốn chờ hắn cho dù phải chết ta cũng muốn gặp mặt hắn một lần cuối cùng hắn nhất định sẽ không dễ dàng chết như vậy ta tin ở hắn máu tươi từ khóe miệng lam linh tràn ra nàng khẽ mỉm cười lập tức nói không vân lam gia hiện tại như thế nào rồi không vân do dự một chút không giấu giếm mà ngẩng đầu nói với lam linh người của lam gia còn chưa kịp rời đi đều bị đánh chết dòng chính lam gia ở phi linh môn theo tin tức mà muội nhận được 5 năm trước đã bị trọng thương nghe nói trong lúc hỗn loạn phụ mẫu tỷ cũng bị liên lụy phụ mẫu linh nhi bất hiếu lam linh nghe vậy ánh mắt ngốc trệ thật lâu sau trong mắt có máu tươi chảy ra khiến cho lòng người rung động sư tỷ muội bội phục dũng khí của muội tất cả chuyện này đều đáng giá hay sao hồng vân có chút bất đắc dĩ sau khi nhìn thấy chung quanh không còn ai tay móc ra một bình ngọc thân ảnh xinh đẹp lóe lên lập tức đi tới bên người lam linh trong huyết trì sư tỷ tăng linh hồn dịch này có thể làm giảm bớt tác dụng của dung cốt hóa hồn trì còn có thể ngăn cản một ít thống khổ điều sư muội có thể làm lúc này cũng chỉ có như vậy tỷ tự mình bảo trọng cho tốt hồng vân đem linh dịch trong bình ngọc rót vào trong miệng lam linh đang bi thương sư tỷ nếu như thật sự có tin tức của hắn muội sẽ tới nói cho tỷ biết thế nhưng tỷ cũng không nên tự lừa mình dối người thân ảnh hồng vân lóe lên lập tức rời khỏi thạch thất trong hậu sơn của phi linh môn ở trong thạch thất ở hậu sơn đột nhiên truyền tới chấn động cực lớn năng lượng kinh người lập tức hội tụ tới lập tức rót vào trong thạch thất hậu sơn không ít thân ảnh đáp xuống, trong đó đi đầu là hai thanh niên mặc trường bào tuổi chừng 25, 26 tuổi. Thân thể gầy gò rắn chắc, mày kiếm, đôi mắt to đen nhánh, tuấn lãng phi phàm. Sợ rằng sẽ khiến cho vô số nữ tử mê mẩm, chính là người nổi bật trong đám thanh niên đồng lứa đoan mộc hồng chí. Bên người đoan mộc hồng chí đương nhiên chính là Niếp Phong, tuổi so với đoan mộc hồng chí nhỏ hơn một chút, thân thể rắn chắc tráng kiện, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác chững chạc. Trên bờ vai hắn còn có Bảo Nhi đang xoay quanh, lưỡi nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào, khí tức cực kỳ hung ác, bạo ngược. Bên cạnh hai người lúc này còn có không ít thanh niên trẻ tuổi không kém, khí chất đều bất phàm. Trong đó bên người Niếp Phong là Hoàng Tĩnh, Giao, hai mắt tĩnh lặng động lòng người khiến cho người khác nhìn vào không khỏi chấn động. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nón, có vẻ tuyệt mỹ, bắt đầu trổ mã, vô cùng động lòng người. Siêu, trong không gian, khí tức bắt đầu kéo lên, trong không trung bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn. Phía trên không gian bắt đầu có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ. Từng đạo năng lượng vô hình cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy trên không gian, cuối cùng đều rót vào trong thạch thất. Chương 3095, Kinh Vân đột phá 12. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong thạch thất, một cỗ khí tức phóng lên trời, không gian run lên. Năng lượng thiên địa vô hình không ngừng rót vào trong thạch thất, cả không trung lần nữa rung chuyển, lần nữa có không ít thân ảnh bị hấp dẫn tới, trong đó có thanh hỏa lão quỷ, lộc sơn lão nhân, khoái kiếm vương khi trước, hiện tại phải gọi là khoái kiếm tôn giả. Năng lượng vô hình trên không trung chấn động ngày càng kịch liệt, một cỗ khí tức kinh khủng phá tan bình chướng vô hình, năng lượng trên không trung lúc này mới bắt đầu từ từ tiêu tán, chung quanh bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mà trong lúc mọi người cho rằng động tĩnh này biến mất thì đột nhiên năng lượng thiên địa vừa mới tản đi lại một lần nữa kéo tới. Năng lượng phô thiên cái địa rót vào trong thạch thất, cơ hồ khiến cho cả không trung phong vân biến sắc. Tiểu tử kinh vân này đột phá quả thực khủng bố, động tĩnh đột phá vũ vương nhất trọng so với động tĩnh đột phá vũ vương tam trọng, tứ trọng còn lớn hơn không ít a. À. Thanh Hỏa lão quỷ nhìn động tĩnh trên không trung, ánh mắt cực kỳ khiếp. Sợ, đó là đương nhiên, người đừng quên, một tháng trước kinh vân chỉ có tu vi vũ xuất cửu trọng, là có thể đánh chết một đầu bạch vũ yêu điêu có thực lực ngang với vũ vương tam trọng đỉnh phong đến vũ vương tứ trọng. Lộc Sơn lão nhân nói, thiên phú của Kinh Vân so với trưởng môn lúc trước dường như còn khủng bố hơn. Mới 13 tuổi A, đã bắt đầu đột phá tới Vũ Vương, ta nhớ đại tiểu thư trời sinh độc thể, khi đạt tới Vũ Vương cũng đã 15 tuổi rồi. Thanh hỏa lão quỷ nheo mắt nói, Vũ Vương 13 tuổi, lại là linh Vũ song tu, Vũ giả toàn hệ, lúc trước trưởng môn hơn 20 tuổi mới là Vũ Vương A. Xem ra đợi một đoạn thời gian nữa, tiểu tử Kinh Vân này đủ đạt tới tình trạng của trưởng môn lúc trước. Ăn Cát Tú Na nói mọi người nghe vậy lập tức nhìn nhau trong mắt hiện lên tinh quang trong lòng mọi người đều rõ ràng tuy rằng hiện tại phi linh môn vẫn là một trong mấy thế lực lớn trong cổ vực thế nhưng năm năm qua tuy rằng có hai đế giả tọa trấn phi linh môn vẫn khó có thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước nguyên nhân cũng là bởi vì phi linh môn không có nhân vật làm linh hồn của phi linh môn như lục thiếu du khi trước cho nên khó có thể khôi phục bộ dáng lúc trước mà lúc này lục kinh vân xuất hiện khiến cho các lão nhân trong phi linh môn lần nữa nhìn thấy hy vọng Mặc dù trong lòng mọi người đều chờ mong một ngày trưởng môn có thể đột nhiên xuất hiện. Lần nữa khiến cho tất cả mọi người kinh hỉ. Thế nhưng trước mắt phi linh môn cần một nhân vật làm linh hồn, ngay cả đại tiểu thư lục tâm đồng cũng không có cách nào chống đỡ được. Kinh vân sư đệ lúc này đang cùng đột phá linh vũ A. Niếp phong nhìn về phía trước, năng lượng thiên địa rót vào, mang theo một cỗ linh hồn lực bàng bạc khuếch tán. Thiên phú của kinh vân sư đệ quả thực khó ai có thể so sánh được. Một tháng trước khi còn là vũ xuất cửu trọng đã có thể chống lại bạch vũ yêu điêu thất giai sơ kỳ đỉnh phong, thực lực có thể so với vũ vương tam trọng đỉnh phong đến vũ vương tứ trọng. Muốn đồng thời đột phá vũ vương và linh vương, sợ rằng ngay cả chúng ta trong tay tiểu tử này cũng khó chiếm được chút tiện nghi nào. Đoan Mộc Hồng Chí nói, hẳn là vậy, dùng thiên phú của kinh vân sư đệ, sau khi đột phá mấy người chúng ta quả thực khó có thể chiếm được một chút tiện nghi nào trong tay tiểu tử này. Nhiếp Phong cười nói, đúng vậy, người và đại sư huynh còn có thể chiến với kinh vân sư đệ một trận. Ngay cả ta lần trước giao thủ với kinh vân cũng khó có thể làm gì được hắn. Hiện tại kinh vân đã ngừng tụ hồn anh đột phá vương cấp, ngay cả vũ vương tam trọng như ta cũng không có cách nào chống lại. Hoàng tĩnh ngọc dịu dàng cười, đợi một lát nữa phải luận bàn với kinh vân sư đệ một hồi. Để xem tiểu tử biến thái này sau khi đột phá sẽ khủng bố như thế nào. Trong mắt đoan mộc hồng chí hiện lên chiến ý trên không trung động tĩnh kinh người kia rốt cuộc lần nữa yên tĩnh trở lại mãi một lúc lâu sau một cỗ khí thế cường hãn trong thạch thất đột nhiên phô thiên cái địa tuôn ra khiến cho gợn sóng trong không gian lắc lư mọi người nhìn vào cảm thấy hoa mắt một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước mắt mọi người đây là một thiếu niên 13-14 tuổi khuôn mặt như điêu khắc ngũ quan góc cạnh tuấn mỹ dị thường thế nhưng thoạt nhìn lại phóng đáng không câu nệ mái tóc dài màu đen đôi lông mày kiếm cùng với đôi mắt to đen nhánh thi thoảng toát ra tinh quy nát khiến cho người ta không dám khinh thường. Kinh Vân, rốt cuộc người cũng đột phá. Trong đám người có một đạo thân ảnh xinh đẹp nhảy ra rồi lập tức đi tới bên người thiếu niên này. Đây là một thiếu nữ chừng 15-16 tuổi, mặc một bộ váy vàng. Khuôn mặt thanh tú, trắng nón, cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười, hai mắt như hai ngôi sao sáng ngời, làn da trắng như tuyết. Mái tóc dài màu đen sau lưng giống như thác nước, cực kỳ đáng yêu. Ừm, thiếu niên khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên sự vui vẻ kinh vân đi tới hậu sơn xem một chút nhìn thiếu niên xuất hiện trường bào đoan mộc hồng chí tung bay lăng không nhảy lên đoan mộc sư huynh vị trí đại sư huynh này của ngươi ta cũng không muốn bất quá ta đã từng nói qua chuyện đầu tiên sau khi ta đột phá vương cấp chính là muốn đánh bại niếp phong sư huynh và ngươi thiếu niên này cười cười khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tà dị hai mắt đen nhánh khiến cho người khác nhìn vào không tự chủ được mà bị hãm sâu vào bên trong sống mũi cao thẳng Đôi môi đỏ mỏng dày vừa phải lúc này nở nụ cười, trong nụ cười hiện lên vẻ cuồng ngạo không thèm che giấu. Kinh vân sư đệ, ngươi rất cuồng, nếu như hôm nay ngươi thắng sư huynh ta, về sau ta sẽ gọi ngươi là sư huynh. Niếp phong đạp mạnh mặt đất, quang mang dưới chân tuôn ra, mặt đất thoáng run rẩy, thân ảnh lập tức phóng tới bên người đoan mộc hồng trí. Lục kinh vân ngẩng đầu nhìn hai người trên không trung, ánh mắt biến ảo, cái lưỡi khẽ thẻ ra liếm bờ môi, khóe miệng mỉm cười, trong nụ cười tràn ngập vẻ tự tin và cuồng ngạo, miệng nói. Hai vị sư huynh, các người cùng tiến lên đi. Dứt lời, thân ảnh Lục Kinh Vân mang theo sợn sóng trong không gian rung động, hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía hậu sơn. Ha ha, tiểu tử hung hăng càn quấy, hôm nay nhất định ta phải giáo huấn ngươi. Đoan Mộc Hồng Chí lập tức cười ha ha, cùng với Niếp Phong biến mất tại chỗ. Siêu, trên vai Niếp Phong, một đạo quang mang bắn xuống bên người nữ tử kia, hóa thành một thiếu niên mặc hoàng bào chừng 15-16 tuổi, bộ dáng tuấn lãng, ánh mắt như sao, trong lúc mơ hồ mang theo khí chất phương giả, chính là Bảo Nhi. Ca huynh nói xem Kinh Vân có thể chiến thắng hay không. Thiếu nữ quay đầu hỏi thiếu niên mặc hoàng bào kia, làm sao ta biết được, tiểu tử lục Kinh Vân kia chính là một tên biết thái, quỷ mới biết rõ kết quả. chương 3096, hiện trạng của Phi Linh Môn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ánh mắt Bảo Nhi nhảy lên, hắn không dám xác định kết quả. Muội đi xem một chút, ánh mắt bối nhi khẽ đảo, lập tức biến mất tại chỗ. Phanh phanh, trong khoảng thời gian ngắn, trong hậu sơn vang lên thanh âm trầm thấp, bạo liệt kinh người. Trên một ngọn núi lúc này có mấy đạo thân ảnh đứng đó, trong đó có hai người là Thánh thủ linh đế và Hàn Băng tôn giả. Hàn Băng tôn giả hiện tại có danh xưng là Hàn Băng đại đế, tuyên cáo toàn đại lục gia nhập Phi Linh môn. Thiên phú của tiểu tử Lục Kinh Vân này quả thực đủ khủng bố a, 13 tuổi đã là vũ vương, trong lục đại nhân hoàng tộc không có ai có thể so sánh được với nó vừa là linh vũ xong tu cùng với vũ giả toàn hệ hàn băng đại đế nhìn ba đạo công kích va chạm với nhau không phân thắng bại phía dưới trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vừa mới đột phá vũ vương nhất trọng và linh vương nhất trọng không ngờ đã có thể cùng với hồng chí vũ vương ngũ trọng còn có niếp phong vũ vương ngũ trọng chiến một trận mà không rơi vào thế hạ phong tiểu tử này quả thực đủ khủng bố thánh thủ linh đế cũng có chút kinh ngạc hai tiểu tử niếp phong và hồng chí này đều có tu vi vũ vương ngũ trọng thế nhưng thực lực của bản thân không phải người bình thường có thể so sánh được. Phi Linh Môn có hồng trí nhanh nhạy, Niếp Phong trầm ổn đã là may mắn. Hiện tại lại có thêm tiểu tử biến thái như Lục Kinh Vân. Tiểu tử này rất tà khí, đợi một đoạn thời gian nữa, Phi Linh Môn lo gì không hưng thịnh a. À. Hàn băng đại đế nói, nếu như thiếu du sư đệ và nam thúc còn có mặt, hiện tại Phi Linh Môn đủ để chống lại với bất luận một sơn môn nào. Sát phá quân nói, lâu như vậy, sợ là, trong mắt thiên địa nhị lão hiện lên sự ngưng trọng, trong lòng lo lắng. Trường bào trên người thánh thủ linh đế tung bay, mái tóc dài màu đen phiêu đáng, nói. Yên tâm đi, ta có tự tin, tiểu tử kia không có việc gì, còn có một đường sinh cơ. Đoan mộc huynh, chẳng lẽ huynh có phát hiện gì sao? Hàn băng đại đế lập tức hỏi thánh thủ linh đế, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía thánh thủ linh đế. Ta không biết nói như thế nào, tóm lại ta có một ít chắc chắn, ít nhất tiểu tử lục thiếu du kia còn có một đường sinh cơ. Thánh thủ linh đế nói, khi hắn còn là linh hồn thể đã gặp được một màn kinh khủng trong đầu lục thiếu du. Có lẽ đây sẽ là một đường sinh cơ cũng không biết chừng. Chỉ là hắn cũng không có cách nào khẳng định, hy vọng nhị thiếu gia sẽ không xảy ra chuyện gì. Tam tiểu thư đi độc cô gia tộc, đại thiếu gia vẫn còn ở trong chu tước hoàng tộc. Không nên xảy ra chuyện gì mới tốt, đợi sau khi nhị thiếu gia xuất hiện, chính là lúc thiên địa minh trả giá hàn mang trong mắt lệ quỷ bắn ra tâm đồng đi độc cô ra muốn tiến vào trong mật địa của độc cô gia tộc tu luyện vì muốn báo thù cho đông vô mệnh không ngờ cảm tình của đứa nhỏ này với đông vô mệnh lại sâu như vậy có độc cô cảnh văn ở đó nếu như có thể đi vào sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn kim huyền huynh lúc trước trở về có nói dương quá vẫn còn ở trong thánh điện niết bàn dục hỏa của chu tước hoàng tộc tu luyện nể mặt thanh long hoàng tộc tăng thêm kim huyền dường như cũng có một ít giao tình với mấy lão nhân trong chu tước hoàng tộc cho nên mới có thể ở lại tới hiện tại mà không bị đuổi ra. Sợ rằng khi hắn đi ra, thực lực sẽ tiến bộ không ít. Thánh thủ linh đế nói, hy vọng tất cả còn một đường sinh cơ. Hàn băng đại đế nói, ba người bọn chúng hẳn là bất phân thắng bại. Hắc vũ nhìn qua ba đạo thân ảnh trong sơn mạch phía trước. Ba tiểu gia hỏa khủng bố, tạ thiên kinh ngạc nói. Hồng Chí và Niếp Phong đều cường hãn và khủng bố, thế nhưng Lục Kinh Vân lại biến thái, ta đoán không cần tới 20 năm sợ rằng tiểu tử này sẽ vô cùng mạnh mẽ. Sát phá quân nhìn phía trước nói, ngược lại ta lại lo lắng tiểu tử Lục Kinh Vân này đột phá quá nhanh, làm ảnh hưởng tới căn cơ. Như vậy có lẽ là một chuyện không tốt, Hàn Băng đại đế có chút lo lắng nói, hắn tu luyện tới cấp độ như hiện tại đương nhiên cực kỳ rõ ràng sự lợi hại bên trên con đường tu luyện. Ta cũng có chút lo lắng, thế nhưng ta đã âm thầm quan sát qua tiểu tử Lục Kinh Vân này. Tiểu tử này tu luyện khắc khổ, trình độ khắc khổ so với niếp phong và hồng chí còn lớn hơn nhiều quan trọng nhất là tôi luyện tâm trí cũng cực kỳ khủng bố thánh thủ linh đế do dự một chút rồi nhìn mọi người nói ta hoài nghi tiểu gia hỏa lục kinh vân những năm này xông xáo bên ngoài sợ rằng đã nhận được một ít cơ duyên dường như có người âm thầm chỉ điểm có lẽ là không a à, nếu như thực sự có người thì sẽ bị chúng ta phát hiện hàn băng đại đế suy nghĩ một lát rồi lại nói coi như thực sự là có đó cũng là chuyện tốt chỉ cần vô hại chúng ta cũng không cần nhúng tay vào để cho tiểu gia hỏa kia tự mình xông xáo đi chỉ có tự bản thân mình tôi luyện mới có thể cảm mộ được đối với con đường tu luyện sau này có tác dụng vô cùng quan trọng lúc này dường như sát phá quân nghĩ tới cái gì đó nói tiểu tử nghe nói còn hai tháng nữa là đại hội thi đấu giữa đám người trẻ tuổi của đế đạo minh lần trước dường như lục kinh vân không có tham gia a à. vào đêm trời xanh bị màn đêm bao phủ trên bầu trời xuất hiện vầng trăng sáng từng ngôi sao lập lòe trên bầu trời trong bầu trời đêm yên tĩnh tại một đình viện yên tĩnh trong sơn mạch liên miên vang lên một tiếng hét lớn mờ mịt vì cái gì vẫn chưa được vì cái gì lại không được thiếu ra chuyện này không liên quan tới chúng ta a à. chúng ta đã cố hết sức có thể thứ đồ chơi kia của người không còn dùng được nữa trong phòng có mấy thanh âm nữ tử mang theo sự kinh hãi cùng với bất an truyền ra lăn cút hết cho ta tiếng quát giận dữ vang lên mấy nữ tử xinh đẹp trên người trần trụi không một mảnh vải, chỉ có bộ vị bí ẩn bị che khuất một chút, đôi chân trắng nón, mang theo sự hoảng sợ từ trong phòng chạy ra. Vì cái gì, tại sao lại còn chưa được, trong phòng lúc này đều là chăn gối mất trật tự đầy trên mặt đất, ra các tử vân mặc đúng chiếc quần đùi, mái tóc rối bời, hai mắt đỏ thấm giống như đang nổi điên, miệng giết gào không ngớt. Tử vân, con thế nào rồi? Ra các tây phong tới phòng, khuôn mặt có chút lo lắng. Vẫn chưa được, vì cái gì vẫn chưa được. Gia Cát Tử Vân rít gào nói, mệnh căn của hắn bị kéo đứt, tuy rằng sau đó nhặt lên, cũng phục dụng không ít đan dược, khôi phục công năng bình thường, thế nhưng Duy chỉ có công năng quan trọng nhất lại đánh mất. Đã nhiều năm qua vẫn không dùng được, cho dù động thế nào vẫn mềm nhũn. Tử Vân, con đừng vội, nhất định sẽ có biện pháp. chương 3097, Kinh Vân xuất hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong mắt Gia Cát Tử Vân hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhìn nhi tử của mình, nói tất cả cũng phải trách con nếu như ban đầu không phải con nhất quyết đi phi linh môn lại sơ ý chủ quan gấp gáp như vậy tại sao có thể rơi vào kết cục như hiện tại được chứ tiện nữ âm độc kia con nhất định phải giết nàng ta tiện nữ kia hại con rơi vào bước đường này con nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ra cát tử vân giết gào không thôi gần đây con đừng gây chuyện phi linh môn xưa đâu bằng nay lan lăng sơn trang và cả thiên địa minh chúng ta đều chịu áp chế cũng khó có thể trêu vào đế đạo minh Gia Cát Tây Phong thì thào nói, cũng may Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng chết, coi như là trừ bỏ tai họa. Con mặc kệ Lục Thiếu Du kia, con chỉ muốn chữa cho tốt. Con không muốn tiếp tục như vậy, Gia Cát Tử Vân giết gào nói, trong không gian nóng bỏng, bốn mùa đều nóng bỏng vô cùng. So với ngày hè chó trang ở bên ngoài còn nóng bỏng hơn nhiều. Trong một đình viện, hai người Chu Loan, Chu Thần Nhu đứng đó, hai người đều là hạng người tuyệt mỹ, khiến cho người ta động dung. Không ngờ Dương Quá lại có thể ở lại trong Thánh điện Niết bàn dục hỏa nhiều năm như vậy, đây là kỳ tích. Ở trong Thánh điện Niết bàn dục hỏa của chúng ta, thời gian ở bên trong càng dài càng khó mà chịu được. Thời gian dài nhất của ta cũng chỉ có 10 năm mà thôi." Chu Loan nói, thật sự khiến cho người ta khó mà tin được. Dương Quá này dù sao chỉ là nhân loại, Thánh điện Niết bàn dục hỏa không phải bình thường. Không biết hắn ta làm gì ở bên trong." Chu Thần Nhu khẽ cười cười, tuy rằng là cười khổ thế nhưng dáng vẻ động lòng người kia lại khiến cho người ta động dung nhân loại này coi như có duyên với chu tước hoàng tộc chúng ta có tiền bói nói cứ để cho hắn ở trong đó ta cũng hiếu kỳ không biết nhân loại này rốt cuộc sẽ nhận được chỗ tốt gì bên trong chu loan nhíu mày lập tức nói tiếp nhà đầu thần hy kia sao rồi còn đang bế quan sau khi mở ra chu tước biệt hai năm qua đều đang bế quan chu thần nhu nói nhà đầu này đã động chân tình với tiểu long nếu như tiểu long không bị nhốt trong hư không bí cảnh thì cũng không tệ hiện tại thời gian cũng đã lâu như vậy có lẽ sẽ không có hy vọng gì chu loan thở dài nói trong không gian tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng trên một tảng đá lớn thủ ấn trong tay dương quá biến hóa mỗi một đạo thủ ấn đều mang theo đường vòng cung vô cùng quỷ dị và huyền ảo từng đạo thủ ấn biến hóa không gian trước mặt hắn xuất hiện không ít gợn sóng thủ ấn được thu liếm hai mắt dương quá nhắm chặt khoanh chân mà ngồi bắt đầu lính ngộ thứ gì đó, dần dần đắm chìm vào bên trong. Cổ vực, Phi Linh môn gần đây lại bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Lại một lần đại hội 2 năm một lần của Đế Đạo Minh diễn ra. Những năm nay Đế Đạo Minh cũng chưa từng ngừng việc này, mỗi hai năm đều tổ chức. Top 3 mỗi một lần đều là tiêu điểm nghị luận của cả đại lục. Trừ lần thứ nhất top 3 đều là người của Phi Linh môn ra, những lần sau đó trong tất cả các sơn môn lớn trong Đế Đạo Minh đều có người xuất đầu, cũng không để cho Phi Linh môn một mình độc chiếm như lần đầu. Theo mấy năm nay trên đại lục vô cùng yên tĩnh, lần này đại hội đế đạo minh tự nhiên cũng cực kỳ đặc biệt, náo nhiệt. Hoa môn trấn đã sớm tấp nập, khắp nơi đều là dòng người chật như nêm. Người đến từ khắp nơi trên đại lục có thể nói là nhiều vô số kể. Đế đạo minh mở màn, quảng trường to lớn trên hoa mộc trấn vang lên tiếng hô liên tục. Tất cả người trẻ tuổi của các sơn môn lớn trong đế đạo minh thi triển ra tất cả vốn liếng của mình. Đấu tới khó phân thắng bại, trong thời gian một ngày khiến cho người ta nhớ không ít tên tuổi trong đó có một thiếu niên nhìn như tuổi nhỏ nhất lại khiến cho không ít người chú ý. Dưới tay thiếu niên này không có ai là đối thủ, dễ dàng tiến tới trận chung kết ngày hôm sau. Ngày thứ hai, người vây xem so với ngày đầu còn chật như nêm hơn. Trận chung kết bắt đầu, so với ngày hôm qua còn kịch liệt hơn nhiều. Mà trong quyết đấu cuối cùng, người trẻ tuổi của các sơn môn lớn cũng không hề ẩn giấu thực lực nữa. Nhật sát các xuất hiện một vũ giả tam hệ vô tướng cửu trọng lập tức hấp dẫn ánh mắt của không ít thiếu nữ, tiếng thét chói tai vang vọng không ngừng. Lại nói, đệ tử tham gia đại hội đế đạo minh đều tuổi từ 17, 18 tới 24, 25. Tu vi đều ở tại vô tướng, linh tướng ngũ trọng, tứ trọng cũng đã là bất phàm rồi. Vô tướng cửu trọng, lại là vũ giả tam hệ xuất hiện đã có thể trả đạp tất cả mọi người. Lần này là kiến hồng tự mình đi tới phi linh môn. Thừa dịp đại hội đế đạo minh thương nghị một ít chuyện cùng phi linh môn và các sơn môn lớn. Lần này là kiến hồng tới cũng gây ra một ít náo động. Đại hội đế đạo minh mấy lần trước, thành tích của nhật sát các đều bình thường. Lúc này nhật sát các xuất hiện một vũ giả tam hệ thiên phú khủng bố. Mới 20 tuổi đã là vũ tướng cửu trọng, vị trí đầu tiên trong đại hội đế đạo minh lần này là kiến hồng có cảm giác như vật nằm trong túi nhật sát các của hắn. Nhìn vũ giả tam hệ trong sơn môn mình, vũ tướng cửu trọng là kiến hồng không nhịn được mà cười rộ lên. Đặc biệt là nhìn khuôn mặt kinh ngạc của đám người kỷ diệu tông, ô Trấn vũ, còn có tiêu giao vương, tâm tình đặc biệt tốt chỉ tiếc là kiến hồng cũng không có cao hứng bao lâu. Ngay trong lúc hắn kinh ngạc, trong thiên vân đảo có một thiếu nữ xinh đẹp 18, 19 tuổi lộ ra tu vi linh suất nhất trọng. Sau ba chiêu, lập tức đánh bại vũ giả tam hệ vũ tướng cửu trọng của Nhật sát các. Đại hội đế đạo minh lúc này vô cùng sôi nổi, tiếng hô ẩm ý vang vọng như tiếng sấm. Tất cả cường giả các sơn môn lớn cũng kinh ngạc, linh suất nhất trọng, thiên phú bực này quá hung hãn một ít a. À. Nhìn qua khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, Đạm Đài Tuyết Phi mỉm cười thỏa mãn, đây chính là đệ tử mà những năm gần đây Thiên Vân Đảo bí mật bồi dưỡng. Đây là lần đầu tiên lộ diện, đây cũng là hiệu quả mà Thiên Vân Đảo muốn. Mọi người kinh ngạc, chỉ có Vân Khiếu Thiên của Vân Dương Tông nở nụ cười dường như không phải cười. Quả nhiên, không có bao lâu, trong nụ cười quỷ dị của Vân Khiếu Thiên, trong Vân Dương Tông có một thanh niên hai chục tuổi mặc trường bào nhảy ra. Khí độ bất phàm, mà lúc đối mặt với thiếu nữ của thiên vân đảo đã hiển lộ ra tu vi vũ xuất nhất trọng lại là vũ giả tứ hệ một linh suất giao thủ với một vũ xuất không phải là cấp độ mà tướng cấp có thể so sánh thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng sau hơn 10 chiêu thiếu nữ linh suất nhất trọng của thiên vân đảo bị thua vũ giả tứ hệ vũ xuất nhất trọng của vân dương tông chiến thắng vân dương tông lại xuất hiện thiên tài lần trước vân khiếu thiên ẩn tàng thật sâu a à. vậy mà lại không để cho hắn ra mặt vũ xuất nhất trọng vũ giả tứ hệ, thiên phú cực kỳ khủng bố. chương 3098, khiếp sợ tứ tọa một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Mọi người sợ hãi than thở không thôi, cường giả thiên vân đảo và đạm đài tuyết phi cũng chỉ có thể im lặng, không ngờ trong vân dương tông lại xuất hiện một đệ tử kinh khủng như vậy. Lạc kiến hồng của nhật sát các thì càng thêm im lặng, không ngờ mỗi một người xuất hiện lại mạnh hơn người trước. Tiểu tử, để mặt ngươi là đệ tử phi linh môn, người đầu hàng đi, ít nhất sẽ không quá thảm. Một giờ sau, thanh niên vũ xuất nhất trọng, vũ giả tứ hệ nhìn một thiếu niên 13 tuổi trước năm, nhìn tuổi tác của đối phương, cũng không đặt vào trong lòng. Ta cũng nể mặt phi linh môn, cho người hai lựa chọn, đầu tiên là đầu hàng, như vậy ngươi sẽ có một chút mặt mũi. Thứ hai, người sẽ bại vô cùng khó coi, là rất khó coi. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên kia nở nụ cười ta, nhìn qua có chút phóng đãng không câu nệ, đôi mắt đen nhánh, giờ phút này nhìn qua lại vô cùng cuồng ngạo hoàn toàn không đặt vũ suất nhất trọng trước mặt vào trong mắt ô thiếu niên này là môn hạ của người nào trong phi linh môn giường như bất phàm a thiếu niên này nhìn có chút quen mắt nhìn qua thiếu niên này từ đầu tới giờ tất cả cường giả cũng không phải là người ăn chạy trong lúc mơ hồ cũng có thể nhìn ra thiếu niên này có chút bất phàm thế nhưng dùng nhãn lực của bọn họ lúc này không ngờ lại không thể nhìn ra tu vi của thiếu niên này chuyện này khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn còn có thể là ai nữa, đây là nhị đệ tử của Lục Thiếu Du. Là tiểu đồng năm đó sao? Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, chớp mắt đã lâu như thế, đứa nhỏ này cũng lớn như vậy rồi. Trong tiếng nghị luận của các cường giả những sơn môn lớn, Kính Hoa, Thủy Nguyệt, Mộ Dung lan, lan Lan của Thiên Vân Đảo nhìn nhau, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía quảng trường. Đứa nhỏ này sao lại đi ra, có chút không ổn a. À. Trong Vân Dương Tông, ánh mắt Vân Khiếu Thiên lóe lên, mắt nhìn Lục Kinh Vân hắn là người quen thuộc với lục kinh vân nhất, thế nhưng những năm này hắn cũng không biết được thực lực của lục kinh vân ra sao. dù sao dạo này hắn cũng không có đi qua phi linh môn. sư phụ, sư phụ lo lắng gì sao? thực lực tiểu sư đệ lần này đủ để nắm chắc vị trí thứ thất. thiếu niên kia mới bao nhiêu tuổi a? À? cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không phải là đối thủ của tiểu sư đệ. một nam tử trung niên khí độ bất phàm, mặc áo lam đứng bên cạnh vân khiếu thiên nói chính là Hàn Phong đứng thứ hai trên long bảng của Vân Dương Tông năm đó. Người thì biết cái gì, đây chính là Lục Kinh Vân, đệ tử Thiếu Du, người khác không biết thế nhưng ta biết rõ. Tiểu tử này là Linh Vũ Song Tu, cũng là Vũ Giả Toàn Hệ. Vân Khiếu Thiên liếc Hàn Phong, trong mắt đã có chút lo lắng, thậm chí trong lòng còn có dự cảm không tốt. a à, Hàn Phong sướng sờ, lập tức dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống quảng trường. Trong phi linh môn, lúc này đám người đoan mộc hồng chí, niếp phong, thiên thủ quỷ tôn nhìn xuống quảng trường, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Vũ suất nhất trọng trong tay Lục Kinh Vân, ngay cả 100 người cũng vẫn ít a. À. Tu vi hiện tại của Lục Kinh Vân bằng vào vũ suất nhất trọng sao có thể chống lại, khi Lục Kinh Vân mới 10 tuổi đã có thực lực đánh chết vũ suất nhất trọng. Tiểu tử, người rất cuồng vọng, ta cho người động thủ trước. Nhìn Lục Kinh Vân, thanh niên của Vân Dương Tông nói. Nếu như ta động thủ trước ngươi sẽ thua càng khó coi, huống chi tu vi của ngươi quả thực không có tư cách để cho ta xuất thủ trước lục kinh vân cười nhạt một tiếng thật đúng là cuồng vọng vậy thì ta sẽ giải quyết ngươi sớm một chút để cho ngươi biết sự lợi hại của ta thanh niên của vân dương tông nói xong ánh mắt trầm xuống bàn chân đạp mạnh mặt đất thân thể thoáng yên lặng rồi giống như cây cung lên dây thân thể đột nhiên kéo căng phù quang lược ảnh phong bạo quyền tiếng quát nhẹ vừa dứt thân thể thanh niên của vân dương tông nhảy lên quang mang dưới chân lóe lên chân khí thuộc tính phong từ dưới lòng bàn chân tuôn ra một tiếng xé gió thanh thúy vang vọng trong không gian, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ. Trong chớp mắt đi tới bên người Lục Kinh Vân, tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo quyền ấn, đánh tới trước người Lục Kinh Vân. Một quyền này xuất hiện, chân khí thuộc tính phong mang theo kình phong mạnh mẽ xé rách không khí, một cỗ kình khí vô hình đánh nát gợn sóng trong không gian trước quyền ấn, lập tức đập về phía Lục Kinh Vân. Một quyền của thanh niên này phối hợp với phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, một quyền này cũng cực kỳ xảo trá, phối hợp không chê vào đâu được, vừa mới ra tay đã nhìn thấy bất phàm. Hào tiểu tử, thực lực không tệ, nhìn thấy thanh niên này ra tay, không ít cường giả vân dương tông cùng với cường giả của các sơn môn lớn không khỏi âm thầm gật đầu. Tuổi còn trẻ, không ngờ thực lực lại cường hãn tới tình trạng này. Cảm nhận tiếng xé gió từ phía trước truyền đến, khuôn mặt lục kinh vân không chút thay đổi, ánh mắt không có bất kỳ một chấn động nào, dường như không hợp với tuổi tác của hắn vậy. Mà khi quyền ấn của đối phương sắp đánh tới mặt, Lục Kinh Vân mới khẽ cười nhạt một tiếng, cánh tay đột nhiên vung lên, quang mang trên nắm tay lóe lên, lập tức ngạnh kháng với quyền ấn của thanh niên Vân Dương Tông kia, hoàn toàn không có ý tứ tránh đi. Phanh, thanh âm trầm thấp, bạo liệt từ nơi hai đạo quyền ấn va chạm vang lên, một cỗ kình khí cường hãn mà vô hình trong khoảng khắc phô thiên cái địa tuôn ra. Siêu một tiếng, cơ hồ là trong sát na, thanh niên vũ xuất nhất trọng của Vân Dương Tông, thân thể giống như cánh diều đứt dây, thân thể bay ngược về phía sau hơn trăm thước, hoàn toàn không có bất kỳ lực chống lại nào. Phanh, thân thể của thanh niên này nện xuống mặt đất, mặt đất run lên. Vũ xuất nhất trọng, vũ giả tứ hệ, thế nhưng một chiêu đã bị đánh bay, hoàn toàn không có lực chống lại. Mà đối phương còn là một thiếu niên 13, tuổi, hít, lập tức đám người đứng xem bên ngoài lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh, ai cũng thật không ngờ sẽ có loại kết quả này. Thanh niên của Vân Dương Tông đập xuống mặt đất, thế nhưng lại lập tức đứng lên dường như cũng không bị tổn thương cỗ lực lượng kia tuy rằng cường hãn vô cùng thế nhưng lại cực kỳ nhu hòa rõ ràng đối phương không có ý định làm tổn thương hắn thanh niên này đứng dậy ngơ ngác nhìn qua lục kinh vân trong mắt khiếp sợ dường như đã bị đả kích cũng không bị tổn thương chân khí khẽ động dường như còn muốn lần nữa ra tay ta đã hạ thủ lưu tình nếu như ngươi không biết sống chết ta không ngại cho ngươi phun chút máu trở lại vân dương tông tu dương một hai năm đi Lục Kinh Vân nhìn thanh niên của Vân Dương Tông, cặp môi đỏ mọng, dày vừa phải mỉm cười khiến cho người ta hoa mắt. Nụ cười này mang theo sự cuồng ngạo không thèm che giấu, hắn lạnh nhạt nói. Vũ giả tứ hệ, vũ xuất nhất trọng, trước mặt bổn vương, ngay cả tư cách sách giày người cũng không có. chương 3099, khiếp sở tứ tỏa 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Sứt lời, trong mắt Lục Kinh Vân đột nhiên có tinh quang tràn ra, bàn tay khẽ chộp về phía trước một chảo, không gian trước mặt lập tức bị vặn vẹo. Trong lúc mơ hồ giống như nổ tung, vận dụng lực lượng không gian chính là biểu tượng của vũ xuất. Mà không chế lực lượng không gian là biểu tượng của vũ vương. Lúc này, Lục Kinh Vân không thể nghi ngờ đang chứng minh mình đã là vương cấp. Cùng lúc, khí tức vũ vương nhất trọng phô thiên cái địa tuôn ra. Dưới cô uy áp mạnh mẽ này, toàn thân thanh niên của Vân Dương Tông run rẩy chân khí trong cơ thể giống như đình trệ. Vương cấp, làm sao có thể, tại sao có thể là vũ vương? xuất cấp cùng với vương cấp hơn kém nhau quá lớn, chính là một cái hào cực rộng. Thanh niên Vân Dương tông kia lúc này làm sao còn có dũng khí động thủ, đã bắt đầu khiếp sợ, ngây ra như phỗng. "Trời ạ, à, Vũ Vương, thiếu niên này là Vũ Vương." Vừa rồi tuyên bố gọi hắn là gì? Đúng rồi, Lục Kinh Vân. "Chính là Lục Kinh Vân, mới 14 tuổi a, tại sao lại có thể là vương cấp, ta có nhìn nhầm không?" Trong nháy mắt đám người vây xem chung quanh kinh hãi, im lặng tất cả cường giả của các sơn môn lớn lúc này cũng khiếp sợ, khiếp sợ tuyệt đối. Cả đám nghẹn họng nhìn chân chối về phía lục kinh vân. Trong thiên vân đảo, tam nữ mộ dung lan lan, kính hoa, thủy nguyệt nhìn nhau, ánh mắt ngây dại. Xì sao, sau một hồi yên lặng, đám người vây xem phía ngoài nuốt nước miếng, ánh mắt kinh hãi liên tục quét qua người lục kinh vân. Biến thái, lại là một kẻ biến thái, là kiến hồng nghẹn họng nhìn chân chối, con mắt dường như muốn rớt ra khỏi hốc mắt vậy. Hào tiểu tử, Lúc trước Lục Thiếu Du đoạt được vị trí quán quân của thập đại cường giả trẻ tuổi mới là Vũ Vương nhất trọng mà thôi. Tiểu tử này so với sư phụ của hắn còn biến thái hơn. Vân Khiếu Thiên khiếp sợ, giờ phút này tất cả cường giả đế đạo minh không còn ai có thể bình tĩnh được nữa. Vũ Vương 13, 14 tuổi, điều này đại biểu cái gì? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lại là một Lục Thiếu Du, ai? Hàn Phong kinh hãi kêu một tiếng rồi lập tức im lặng. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc, Cường giả Phi Linh môn thỏa mãn cười cười, so với Lục Kinh Vân, đệ tử tất cả các sơn môn lớn hiển nhiên không thể so sánh được. Lục Kinh Vân, ta nghe nói hắn là đệ tử thân truyền của Linh Vũ Chiến Tôn Lục thiếu du khi trước. Linh Vũ Chiến Tôn thu hai đệ tử, đại đệ tử chính là Niếp Phong, còn nhị đệ tử là Lục Kinh Vân này. Thì ra là đệ tử Linh Vũ Chiến Tôn, khó trách lại mạnh như vậy. Chỉ tiếc Linh Vũ Chiến Tôn mất sớm, thời vận bất lực a. À? Nếu như còn tại thế, nhất định là một người phong vân trong thiên địa này. Nực cười, linh vũ chiến tôn đã sớm là cường giả phong vân trong thiên địa, chỉ là mất sớm, đáng tiếc. Trong đám người vang lên tiếng xì xào nghị luận, trong đám người lúc này có một thiếu nữ áo xanh, thiếu nữ áo xanh này cúi đầu. Nghe thấy mọi người chung quanh nghị luận mới ngẩng đầu nhìn lên quảng trường. Lúc này mới có thể nhìn rõ, khuôn mặt thiếu nữ áo xanh này tinh xảo, tuyệt mỹ. Chỉ mới 13-14 tuổi thế nhưng làn da lại trắng như tuyết, xinh đẹp vô cùng, mắt sáng như sao sau đầu là mái tóc đen nhánh như mây nhìn qua xinh đẹp việt luân nhìn thiếu niên trên quảng trường đôi mắt thiếu nữ áo xanh khẽ đổi tiếp đó biến mất trong đám người không thấy kinh vân sư đệ có lẽ đệ không nên bạo lộ toàn bộ thực lực bạch cung phụng đã từng nói qua có lẽ đệ nên che giấu một ít tu vi nếu không sẽ dẫn tới một ít nguy hiểm sau một lát trong một đình viện tinh xảo niếp phong nói với lục vinh vân sư huynh để biết rõ bạch cung phụng lo lắng thiên địa minh sẽ gây bất lợi với đệ Lục Kinh Vân nhíu mày nói, "Không những có thực lực vượt quá tuổi tác mà còn có tâm trí hoàn toàn vượt quá tuổi tác." Hắn nói. "Nhưng mà đệ muốn cho tất cả mọi người biết, sư phụ và Dương Quá sư bá, Lục Tâm Đồng sư thúc không có mặt, nhưng còn có sư huynh đệ chúng ta. Còn có Lục Kinh Vân đệ, Phi Linh môn vĩnh viễn là Phi Linh môn, để không muốn sư phụ bị mất mặt, những chuyện khác, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không có gì lớn." "Ha ha, Kinh Vân nói đúng, ta ủng hộ ngươi." hiện tại trưởng môn không có mặt vẫn còn có sư huynh đệ ta. Phi linh môn vĩnh viễn là phi linh môn, trường bào trên người đoan mộc hồng chí run lên, nói. Nói cũng đúng, thế nhưng sau này phải cẩn thận một chút. Nhiếp phong dặn dò với lục kinh vân, để biết rồi sư huynh, đệ sẽ chú ý nhiều hơn. Lục kinh vân gật đầu, sư huynh quan tâm như vậy hắn hiểu rõ. Từ nhỏ hắn đã cực kỳ tôn trọng vị sư huynh này. Kỳ thật như vậy cũng tốt, tin rằng kinh vân sư đệ xuất đầu sẽ khiến cho phi linh môn ta rực rỡ hẳn lên. Đoan Mộc Hồng Chí mỉm cười nói, nhị vị sư huynh, hai người còn nhiều chuyện phải làm, đệ về trước. Lục Kinh Vân nói, sau khi cáo từ hai vị sư huynh, lập tức rời khỏi đình viện. Nhìn bóng lưng Lục Kinh Vân, Đoan Mộc Hồng Chi lập tức nhìn niếp. Phong, nói, có lẽ hiện tại phi linh môn chúng ta cần người như Kinh Vân sư đệ, người không được mà ta cũng không được. Có lẽ vậy, nhưng mà ta sợ sẽ dẫn tới một ít phiền toái đằng sau. Nhiếp Phong do dự một chút rồi nhàn nhạt, nhạt nói, những năm này trong phi linh môn cũng phân không ít chuyện để hai người nhúng tay vào. Hiện tại phi linh môn quả thực có không ít chuyện rơi vào trên hai người bọn họ. Cho dù là đại hội đế đạo minh lần này, phi linh môn hoàn toàn buông tay giao cho hai người phụ trách, thiên thủ quỷ tôn cũng chỉ phụ trợ hai người mà thôi. Hoàng hôn, sắc trời gần vào đêm, trong không khí, sương mù ẩm ướt, cảm giác mát mẻ khuếch tán trong không khí, sắc trời bắt đầu mông lung. Trong một sơn mạch, một ngọn núi hùng vĩ đứng sừng sững, quang mang chiếu dọi xuống như được phủ một tầm lụa mỏng màu vàng. đi xa khỏi tiếng ầm ĩ trong thành, lục kinh vân đi tới sân mạch, ánh mắt đột nhiên biến đổi. kinh vân, dường như chúng ta đang bị theo đuôi. bên người lục kinh vân, thanh âm khả ái của một thiếu nữ mặc y phục màu vàng vang lên trong đầu lục kinh vân. cả hai ký kết huyết khế có thể cảm ứng, so với truyền âm còn cao hơn một cấp độ. ai là con mồi còn không nhất định a. À? lục kinh vân nhíu mày, lập tức đi tiếp về phía trước cũng không có để ý quá nhiều. Ken két, trong sơn mạch, lá cây khô dưới bước chân không ngừng vang lên thanh âm, trong sơn mạch yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân lên lá cây khô vang vọng trong ánh trời chiều. Người chính là đệ tử của Lục Thiếu Du, một lát sau, tại một nơi giống như hạp gốc, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt Lục Kinh Vân, đây là một thiếu nữ 13-14 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, tuyệt mỹ. Lúc này nàng ta nhíu mày, trong mắt có hàn ý nhàn nhạt.